Đây là Hazu Toza, cậu vừa mơ một giấc mơ về quá khứ và rồi tỉnh dậy giữa lớp học mà chả hiểu sao chỉ có hai học sinh là cậu và đứa bạn thân của cậu là Toji. Cả hai hết buổi học thì đã ra về và Hazu gặp lại cô bạn của cậu là Hokuto. Cô trách Hazu không trả lời điện thoại của cô thì cậu nói là lúc đó đang ở lớp học hè nên không được dùng điện thoại. Đây cũng là lý do lớp được hai người, Hokuto bắt Hazu phải đãi cô ăn và cậu đành phải đi mua đá bảo về cho cả bọn. Hokuto ăn tham cả phần Hazu để rồi bị buốt đến tận óc, quay lại vấn đề chính hokuto muốn biết haju đã quyết định trở thành âm dương sư hay chưa cậu vẫn chưa có ý định nối gót gia đình nên hokuto đã cậu nhớ việc cậu là con cháu của gia tộc âm dương sư nổi tiếng haju cho rằng cậu chỉ là người thuộc phân gia và trên hết là cậu còn không cảm nhận được các tinh linh điều mà lẽ ra âm dương sư nào cũng phải làm được cậu nghĩ người duy nhất làm tốt trong gia tộc cậu chính là con gái trưởng của chính gia kiêm người thừa kế gia tộc cậu thấy vậy cũng tốt vì chẳng ai trông chờ vào người như cậu hokuto cho rằng là vẫn có một người trông chờ vào cậu và chẳng cần nói cũng biết là ai rồi Toji đã dừng buổi hướng nghiệp lại và để tất cả ra về. Trên đường về Toji một lần nữa hỏi Haju có thực sự muốn làm âm dương sư hay không. Câu hỏi này không nhắm vào tài năng mà nhắm vào việc Haju có thực sự muốn hay là không. Haju vẫn chưa trả lời được nên Toji khích lệ rằng cậu cũng có tài năng để làm. Cả hai sau đó chia tay nhau và Haju lúc trên cầu đã vô tình gặp lại Natsume, cô bạn thở nhỏ của cậu, kiêm người thừa kế cả gia tộc. Cả hai gặp lại nhau và chào hỏi xong thì lại quay ra cãi nhau về mấy chuyện trong gia tộc và cả việc cậu có nhiều bạn còn cô thì không được như vậy cãi xong thì cả hai đã ai về nhà nấy ngày hôm sau ha kể lại chuyện với toji thì toji đã giúp cậu nhận ra ý nghĩa của cuộc cãi vã hôm qua là natsume đang cố nói là cô đang rất cô đơn cả hai đứa bạn sau đó đã đến lễ hội của thị trấn để gặp hokuto cả hai đã có một buổi tối vui vẻ ở đây hokuto thấy hộp quà ở quầy bắn trúng thưởng nên nhờ ha du lấy hộ cậu bắn hết một nghìn yên không trúng nên chỉ làm phát cuối nữa hokuto nói thầm là nếu cậu lấy được cô sẽ hôn cậu một cái nghe vậy ha du giật mình và bắn trúng nhưng khi lấy quà thì hokuto lại vừa như không nhớ gì và thứ cô cần chỉ là chiếc dây để buộc tóc để buộc lên và muốn được ha khen ha vẫn không tin được là chỉ vì câu khen của cậu mà cậu đã mất cả mớ tiền hokuto sau đó đã chạy lên đền thờ để viết điều ước và vô tình để ha du thấy cậu đọc thì biết hokuto rất muốn cậu thành âm dương sư ha tức giận đã ném bảng gỗ đi khiến cô khóc lóc bỏ đi lý do ha không muốn làm âm dương sư là vì cậu muốn giữ thời gian quý giá của mình với hai người bạn thay vì đi tập luyện đúng lúc có một cô gái đến toji biết cô ta là một trong 12 âm dương sư mạnh nhất hiện tại tên suzuka Cô muốn Natsume giúp cô trong một cuộc thí nghiệm. Do cô ta không biết mặt nên đã nhận nhầm Hazu. Đột nhiên cục điều tra ma thuật đến và bao vây Suzuka. Họ đến bắt cô vì tình nghi cô ta sử dụng cấm thuật. Nhưng cô ta đã cho họ thấy lý do bản thân là một trong 12 người mạnh nhất. Cô thổi bay toàn bộ và tóm lấy Hazu. Đột nhiên Hokuto quay về và làm lộ danh tính của Hazu nên cô ta cho Hazu quay về nhắn với em họ nếu không thì liệu hồn. Thấy giờ thả đi thì không dạy Hazu được gì nên cô đã lấy đi nụ hôn đầu của Hazu ngay trước mặt Hokuto. Suzuka sau đó đã thả hazu rồi bỏ đi Hokuto đã khóc vì hazu không đuổi theo cô mà khi cô quay lại thì cậu lại đang hôn người con gái khác hazu cố giải thích nhưng tình cảnh bây giờ có cố giải thích cũng như không một thời gian sau đó Hokuto đã không liên lạc với hai cậu bạn hazu thì vẫn chưa nói chuyện đã xảy ra với Natsume vì nhắn mà không thấy trả lời Toji thì đã điều tra được nghi lễ mà Suzuka muốn thực hiện là lễ tái sinh trước đây một người trong gia tộc của hazu cũng đã từng thực hiện nó và bị xem là nỗi nhục lớn của cả gia tộc và có một tin đồn rằng Natsume sẽ trở thành hiện thân cho sự tái sinh của người đầu tiên đã tạo ra nghĩ lễ này rồi đột nhiên Natsume gọi đến hẹn gặp hazu cô xin lỗi vì khiến cậu gặp rắc rối chỉ vì bị hiểu nhầm cô nghe được chuyện đã xảy ra thì quyết định sẽ đến nơi làm lễ ở sau ngọn núi để ngăn suzuka dù cô biết bản thân sẽ đấu không lại nhưng cô vẫn phải làm vì đây là nghĩa vụ của người kế vị như cô nghe vậy thì hazu khuyên em họ nên về lại tokyo còn việc bảo vệ đàn làm lễ cậu sẽ lo thay Cậu cũng xem bản thân là một phần của gia tộc và cậu sẽ xoay sở được vì Suzuka có vẻ hung dữ nhưng cũng dễ thương và cũng chưa đủ thông minh để phân biệt cả hai. Natsume rất giận và tỏ thái độ với cậu rồi định bỏ về. Đột nhiên từ miệng Hazu phun ra một là bùa và biến thành con ong chích Natsume, linh lực của cô bị nó hút cạn. Cả hai đã buộc phải lên đường về lại nhà chính để lấy đồ khôi phục linh lực cho Natsume và sau đó là phải nhanh chóng đến đàn làm lễ chặn Suzuka lại. Vì giờ Natsume đã không còn cần thiết với cô ta nữa. Toji gọi đến bảo là bên cục điều tra đã hành động. Ha Du cũng bị tấn công bởi mấy lá bùa trên đường về, biết là đã tìm thấy nên cậu để ông tài xế đưa em họ về còn cậu một mình tiến vào. Vừa vào thì cậu đã thấy Suzuka bị cục điều tra bao vây và cô cũng sắp đuối sức. Cô không muốn ở lại lâu hơn nữa nên gọi bộ giáp trong xe gần đó ra. Bộ giáp này to hơn của cục điều tra và nó có dạng nhện. Con nhện sút hai bộ giáp của đội điều tra như món đồ chơi và phun tơ hút đi linh lực của họ. Kết giới cũng theo đó mà biến mất. Ha Du định quay về thì biết Suzuka muốn hồi sinh cho anh trai nên cậu đã ra mặt. Quả nhiên cô không hề tấn công cậu mà cả hai đã trò chuyện một lúc. Haju cho rằng anh trai cô ta sẽ không chấp nhận chuyện em gái hại người để cứu bản thân, nhưng cô ta mặc kệ vì từ nhỏ bố mẹ đã làm nhiều thí nghiệm lên cô ta và đó là một phần lý do khiến cho anh trai cô phải chết, chính vì vậy cô mới muốn cứu anh trai. Có điều nghi lễ này đòi hỏi một cái giá là mạng sống của người làm lễ, Suzuka đã sẵn sàng để hy sinh bản thân. Cậu cố thông não cho Suzuka thì một thanh tra đã nhân cơ hội trói Suzuka lại khiến cô ra lệnh cho con nhận tấn công. Haju lại cứu anh ta và suýt đi chầu thì Hokuto đã chạy đến đỡ thay. Hokuto chết và giúp Haju biết được cô không phải người mà chính là thức thần của cậu. Nói dễ hiểu thì thức thần được cho là hỗ trợ của một âm dương sư. Suzuka thấy Hokuto chỉ là thức thần nên thấy ghê tởm Haju rồi rời đi. Cô ta cũng nói thẳng là lần sau gặp lại cô ta sẽ lấy mạng cậu. Haju đau khổ nhớ về lúc cậu mới gặp Hokuto. Cô lúc đó đã bỏ chạy nhưng vài ngày sau lại bám theo cậu. Cậu nhiều lần đuổi theo cô và dần dần thì cả hai đã có thể gần gũi hơn với nhau cậu đã chạy về và đến gặp Natsume sau khi biết cô vẫn muốn bảo vệ đàn làm lễ thì hazu đã ra một thỉnh cầu là muốn được làm thức thần của cô cậu quyết định từ giờ sẽ không làm một kẻ chạy trốn nữa cô thấy sự quyết tâm đó nên đã chấp nhận thỉnh cầu cô dùng máu của bản thân và vẽ lên mắt hazu một ngôi sao để giúp cậu nhìn thấy linh quang cả hai sau đó đã lên đường đến đàn lễ bằng cách cưỡi một con bạch mã suzuka vừa chuẩn bị nghi thức đầy đủ thì nhận ra sự xuất hiện của cả hai nên đã búng tay và cho con nhận phụt tơ ra xung quanh và tạo ra một kết giới quanh đàn lễ Cả hai không thể tiếp cận nên đã phải hạ cánh và bị con nhện đuổi theo. Cả hai luồn qua được nó và bay lên. Hazu vẫn cố thông não Suzuka lần nữa nhưng vô vọng vẫn là vô vọng. Vì cô ta cho rằng âm dương sư đầu tiên có quyền làm thì tại sao cô ta lại không? Suzuka gọi thêm một bộ giáp nữa ra để cản lại và khiến Hazu bị kẹp bởi hai phía. Hazu đã rút kiếm ra đánh trả và thanh này là pháp bảo của gia tộc. Cậu thấy nó hơi nứt khiến Natsume bắt đầu lo. Suzuka đã bắt đầu nghi thức và cả hai vẫn chưa thể thoát khỏi hai con này và Hazu đã bị rơi mất buộc buộc Natsume phải gọi ra thức thần bảo vệ gia tộc cũng có tên Hokuto thức thần này là một con rồng thực sự và Natsume vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nó con rồng sau đó lo chiến đấu và làm rơi hazu nên Natsume phải đến đỡ lấy trong lúc để con rồng cầm chân bộ giáp lửa thì hazu muốn Natsume bỏ cậu ra và hỏi xem kiếm này có dùng tấn công được hay không Natsume đã yểm bùa vào kiếm và để cho hazu dùng còn cô sẽ dùng cây cung Natsume nói cô sẽ hỗ trợ cho hazu dùng kiếm xông lên trước Ha vung bừa cũng khiến con nhện lan ra và cậu nhảy lên cậy lớp giáp ra cho Natsume bắn vào lá bùa trong bộ giáp. Con nhện bị vô hiệu hóa và cả kết giới cũng vậy, cả hai sau đó đã tiến vào đàn lễ. Có điều con nhện bằng cách nào đó vẫn chưa ngỏm mà vùng dậy đuổi theo cả hai, may thay con rồng đã xử xong bộ giáp kia và đến giúp cả hai. Nhưng nghi lễ đã xong và Suzuka cho những lá bùa bay đến giữ hai anh em lại. Anh trai Suzuka sống dậy nhưng lại bóp cổ cô, thấy chuyện trước mắt quá sức tưởng tượng nên Hazu đã gồng hết hơi để đứng dậy ha du chạy lên và thấy sợi dây liên kết linh hồn của người anh vẫn còn nên cố cắt đi nhưng vô dụng ha ném luôn hộp đựng dụng cụ ma pháp vào vào sợi dây và khiến nó mất kiểm soát nasume chạy đến tạo phép và nói ha không được nhìn nếu không sẽ bị hút đi cậu nhắm mắt lại và khi mở ra mọi thứ đã yên bình suzuka muốn cậu hãy lấy mạng cô ta nếu muốn trả thù cho hokuto nhưng cậu đã không làm điều đó cậu đưa hình nhân giấy cho nasume xem có sửa được không thì cô không sửa được có điều hình nhân này là dụng cụ để người làm phép có thể trò chuyện với bên ngoài đại loại là như chiếc điện thoại liên lạc nên người làm phép vẫn còn sống và ha du hy vọng ngày nào đó sẽ gặp được người ấy ngày hôm sau ha báo với toji rằng bản thân sẽ phải đến tokyo do giờ cậu đã là thức thần của natsume nên phải ở cạnh cô natsume cũng bắt ha du phải vào học viện âm dương sư để học lúc đến tokyo ha biết lý do natsume đã phải lăn lộn với cuộc sống lý do là vì cô là người của chính gia nên phải hành xử theo khuôn phép và phải giả trai ha du thấy cậu giờ đã hiểu hết mọi thứ natsume tưởng cậu biết bí mật của cô nên định nói luôn qua lời ấp úng của cô ta biết chính Hokuto là thức thần của Natsume vì cô nói bản thân đã lừa dối Hazu. Bằng chứng thứ hai là thức thần của gia tộc họ là Hokuto và tên của thức thần kia cũng là Hokuto nên chừng đấy là đủ kết luận. Hazu cũng nhận ra điều này nhưng cậu không nói ra mà bịa lý do khác và thế là cả hai đã giấu nhau một bí mật chung. Toji cũng đến đây để theo học nên cả hai lại một lần nữa chung nhóm. Dù người thứ ba thì lại trong một danh tính khác. Toji do cũng có thể nhìn ra tinh linh nên cậu cũng biết Hokuto trước đây là thức thần và sự khôn lỏi đó cũng giúp cậu ta biết Natsume đã giấu gì. Cả ba sau đó đã lên đường đi nhập học, cả nhóm sau đó đã đến ngôi trường và gặp hai thức thần tự động canh cửa ở ngoài này. Nó có thể nói và nhận diện được cả hai. Chúng cũng có nhắc đến thức thần của Hazu khiến cậu chẳng hiểu gì. Một con mèo sau đó đã chờ để dẫn cả hai đến phòng hiệu trưởng để nhập học. Hiệu trưởng cho họ biết Natsume chính là âm dương sư đầu tiên chuyển thế nên cô luôn bị dòng ngó. Bà có hỏi cả hai thấy sao về âm dương sư đó thì Tô Di biết ông ta là một thiên tài đã giúp đất nước trong lĩnh vực quân sự nhờ âm dương thuật, nhưng cũng đã gây ra thảm họa khi thất bại trong nghi lễ tái sinh kia. Bà cũng nói là bà quen âm dương sư đời đầu đó và ông ta cũng chỉ là con người bình thường. Có điều nhiều người cho rằng ông ta cao hơn cả con người và đã cùng nhau tôn thờ ông và lập nên hội tín đồ. Và những người đó có khả năng sẽ tiếp cận Nasume, cuộc nói chuyện đã được kết thúc bởi Jin, một âm dương sư chuyên nghiệp và sẽ là thầy chủ nhiệm của cả hai. Cả hai được thầy đưa đi và có hỏi thăm vài điều thầy cho cả hai biết âm dương sư đời đầu có hai thức thần hết mực trung thành cả ba sau đó đã đến lớp và giới thiệu bản thân một cô gái cho rằng giờ là quá muộn để nhập học nhưng ý kiến này bị chính Natsume bác bỏ hai cô gái thì lại vốn ghét nhau nên càng thêm ghét thầy và Toji lại thích vụ cãi cọ này nên không thèm cản vào giờ nghỉ ha thấy Natsume và Toji có vẻ thân từ bao giờ nhưng cô đỏ mặt quay đi và cho rằng cô chỉ thân với mỗi ha cô sau đó phải tham gia khóa học khác nên rời đi hai cậu trai đã tìm đến một người bạn trong lớp để hỏi thông tin Cậu ta tên là Tenma và cô gái hồi sáng là Kyoko. Cháu gái hiệu trưởng, gia tộc của cô và Natsume vốn ganh đua với nhau nên cả hai cũng theo đó làm đối thủ của nhau. Tenma cũng kinh ngạc vì Natsume vốn lạnh lùng mà lại có thể khiến đứng lên bảo vệ Hazu thì chứng tỏ cậu phải rất quan trọng với Natsume. Chiều hôm đó, bài kiểm tra của Hazu có điểm số có thể nói là tệ thảm hại. Điều này khiến Natsume tức giận và cô quyết định sẽ kèm cậu đến khi nào đủ mới thôi. Cô bảo Hazu yên tâm vì cô có thần chú khiến cậu có thể quên đi mệt mỏi để khỏi phải ngủ và nếu không có tác dụng phụ thì cậu sẽ bắt kịp trong một tuần. Nhưng giờ cô có buổi học nên hẹn Ha Du tối đến. Tối về cậu đã nhớ ra việc được cha cho một thức thần và chưa biết dùng ra sao thì đột nhiên thức thần tự xuất hiện. Lần đầu tiên gặp được thức thần của bản thân, nó giới thiệu bản thân là con và đã phục vụ gia đình cậu từ lâu. Còn thời gian qua nó đã tàng hình để âm thầm đi theo cậu. Cậu giờ mới hiểu ra lời của hai con thức thần canh cửa. Nó đã biểu diễn cho cậu xem những khả năng của nó có như là tàng hình, bay, tạo ra lửa và trên hết là khi cầm kiếm lên thì nó không ngán bố con thằng nào. Hazu lo rằng sẽ không dùng tốt được con, cứ tưởng là bị dùng bỏ nên con suýt khóc nếu Ha Hazu không kịp giải thích. Cậu thấy con có đuôi với tai nên sờ thử, cậu hỏi đuôi con hoạt động ra sao nên nó đã cho cậu xem một cách lộ liễu. Đúng lúc mê về thì thấy cảnh này nên cho Hazu một trận để trừ cái bệnh lăng xăng. Ngày hôm sau ở lớp Hazu bị mất tập trung nên thầy đã nhắc nhở. Kyoko muốn thầy tiếp tục dạy và mặc kệ Hazu, nhưng thầy sống với chỉ tiêu là không để học sinh nào bị bỏ lại, điều này khiến Kyoko mâu thuẫn nên cô đã xúc phạm Ha Hazu. Con nghe vậy đã xuất hiện đe dọa cô cô cũng không vừa khi gọi luôn hai thức thần của mình ra thầy cắt ngang vụ này và xếp kèo cho cả hai bên đấu với nhau lúc hết tiết hazu đã đi theo thầy với hy vọng dừng cuộc đấu lại nhưng thầy biết cậu sẽ ổn vì cậu có tài năng và trên hết là thầy muốn cậu thôi tự coi thường bản thân lại nghe vậy nên cậu đã xin thầy cho bản thân được tham chiến cùng con thầy đồng ý và phù phép vào kiếm cho cậu kiyoko không đồng ý việc hazu tham gia vì đây là trận đấu của thức thần hazu lấy lý do bản thân cũng là thức thần của Natsume để tham gia nên cô không cãi được dù là ha tham gia nhưng kiếm gỗ thì vẫn thua kiếm sắt từ thức thần nên phần thắng đã về với kiyoko ha sau đó muốn học phép thuật nhưng nasume biết điều đó với cậu vẫn quá sớm có điều qua trận chiến đó mà nhiều người đã bày tỏ lòng tôn trọng với ha vì cậu cũng có thức thần và trên hết là cậu dám đối đầu với kiyoko họ muốn thấy con nên cậu đành gọi ra cho họ xem ha đã có thể kết bạn với cả lớp và một tên thấy ghét cậu nên bị con lao đến đe dọa nhưng ha đã đến xin lỗi cậu ta toji thấy nasume có vẻ khó chịu khi ha du kết bạn dễ như vậy tôi nói ra việc cậu ta không muốn chuyện bạn bè giận dỗi nhau diễn ra như trước hồi ở quê Natsume nghe lại chuyện này thì tối mặt và rời đi kiyoko cũng đã đến xin lỗi haju chuyện hôm qua và cậu cũng không có ý tính toán với cô haju biết cô tiếp cận cậu là vì muốn tiếp cận gần hơn với Natsume cô cũng cho biết rằng gia tộc cô cũng từng là một nhánh của nhà Natsume có nghĩa cậu và cô là họ hàng xa và trước đây kiyoko đã từng gặp và chơi thân với Natsume vậy nhưng khi tách ra và gặp lại ở học viện thì Natsume lại không còn nhớ kiyoko nữa cô đã có một lời hứa với Natsume và không biết từ khi nào Natsume đã cột tóc nên hazu cho rằng đó chỉ là dụng cụ gì đó hoặc thức thần kiyoko cũng nghe từ toji về việc cậu và Natsume đã hòa làm một để hoàn thành nghi thức nhưng cậu cho rằng toji chỉ được cái nói bậy và lấy lý do Natsume là con trai nên đâu thể có chuyện đó cả hai đứng nói chuyện thì Natsume xuất hiện cho biết là sắp vào học mà cả hai còn đứng tán tỉnh nhau ở đây hazu giải thích thì cô bỏ ngoài tai vì cô muốn hazu phải giống cô tự mình tiến lên thay vì cố gắng nhờ người khác giúp đỡ Cô muốn Hazu cũng phải tự thân vận động và cố gắng vươn lên như cô. Cậu định an ủi Natsume vì biết cô đang nói ra nỗi khổ của bản thân thì đột nhiên từ bức tường nứt ra và một làn khói tách đã bắt Natsume đi. Hazu cố tiến lên thì làn khói đấy chặn lại. Tenma và Toji cũng đến và Tenma cho biết kẻ đứng sau làn khói là một tín đồ và hắn đã đến vào ngày cả hai nhập học. Cũng vì vậy mà cục điều tra đã vào cuộc và Nasume luôn bị đưa đi điều tra vào giờ nghỉ. Dù biết việc nhưng Nasume nói cô đi học thêm để giấu việc này. Tenma cũng đưa cho Hazu một cây trượng mà thầy nhờ đưa cho cậu dùng cây trượng và hợp sức với những người bạn và tìm đến được chỗ Natsume, tên tín đồ ấy lại là người đã đưa Natsume đi điều tra bấy lâu nay. Hắn thấy cả bọn đến thì đã gọi tên còn lại xuất hiện, nghe tên của cả hai thì cả nhóm nhận ra hai kẻ này là thức thần trước đây của âm dương sư đầu tiên. Tên quỷ đánh lại cả nhóm và tên người muốn Natsume thừa nhận hắn là thức thần của cô thì sẽ dừng tay. Hazu không cho cô nói điều đó và cô có thể dựa vào những người bạn ở đây. Cô hiểu ra lời của Hazu và nói thẳng với tên kia là cô không cần hắn và chỉ coi Hazu là thức thần của cô tên kia bị sốc nên cho tên quỷ tàn sát hết cả hội đã hợp sức và đánh gục tên quỷ ha du đập vỡ mặt nạ của hắn khiến tên người mất kiểm soát và đã bỏ chạy tên quỷ tấn công cả natsume nên cô đã gọi rồng ra và chỉ với một cắn tên quỷ đã bay màu Nasume sau đó đã đi cảm ơn hai người bạn còn toji đã nhân lúc cả bọn không để ý mà lấy đi lá bùa trên mặt tên quỷ đi sau vài ngày kia cô đã kèm cho ha học Nasume đã đến ở luôn ở ký túc nam vì cô vẫn còn giả nam ở trường lúc ha giúp natsume dọn đồ Kiyoko đã nhờ Hazu giúp cô hẹn hò với Natsume vì cô vẫn không biết Natsume là nữ. Hazu khó xử khiến cô nghĩ là Hazu thích cô. Trong phút chốc Hazu như thấy lại hình ảnh trước đây của Kiyoko. Natsume nghe thấy thì nổi ghen nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Chiều đó không hiểu lý do gì mà Natsume lại cởi đồ trước mặt Hazu. Mấy hai cô giáo đi ngang qua lỡ thấy nên nghĩ cả hai có một mối tình đam mỹ nên lấy điện thoại ra chụp. Có vẻ trường này toàn hủ nữ nên Hazu dù cố giải thích ra sao thì cũng chẳng có tác dụng vì họ chỉ tin vào thứ họ thấy. Ngày hôm sau. Toji đã hiểu rõ sự tình là do Natsume gặp vấn đề với thức thần lúc ở phòng tắm. Và giờ cậu ta mới hiểu lý do ai nấy cũng ngồi xa họ và nhìn họ với một nụ cười như đang trồ. Natsume thấy thật xấu hổ và có vẻ đám con gái cũng đã ảo tưởng và cho Toji vào vụ đam mỹ này nốt. Natsume thấy vậy cũng tốt khi giờ không còn ai nghi cô là nữ. Con chen lời vào nên bị Natsume đứng lên trách móc và cô muốn họ cứ ăn sáng rồi quên vụ này đi. Hôm sau, Hazu bảo là muốn đi mua sắm. Vì cậu từ khi đến đây chỉ quay đi quẩn lại ở trường với ký túc cậu muốn đi chơi và sẵn mua vài thứ toji mắc việc nên sẽ không đi được nên để cả hai đi riêng natsume lại thấy thích vì đây có vẻ là hẹn hò và vì giờ cô không bị nghi ngờ là nữ nên có thể đi chơi tự do với hazu cả hai sau đó đã đi mua ít đồ natsume mặc luôn đồng phục đi vì cô chẳng có bộ đồ nào của con trai và cô cũng chỉ hay đi loanh quanh ở tiệm tạp hóa nên chẳng cần gì ngoài đồng phục hazu sau đó bày đặt đọc ngược tên như cách toji chỉ và natsume cho biết điều đó thật ngớ ngẩn và giờ cậu hiểu sao mọi người lại nghĩ cậu kỳ cục Natsume thấy khá thú vị vì đây đích thị là một cuộc hẹn ha du định đi mua ít đồ nên cậu nhờ Natsume đưa cậu đến một cửa hàng nào đó để mua nhưng cô toàn đặt qua mạng nên không biết cửa hàng nào ha thấy đáng lẽ nên đưa cả toji đi chung nghe ha nói vậy thì Natsume dỗi và cô nói sẽ tự mình đi tìm và rồi khiến cả hai đi lạc suốt một ngày ha du thấy ngày nghỉ thế là mất toi khiến Natsume càng giận và cậu đã cố cả Natsume lại cả hai lạc vào khu khách sạn tình yên và Natsume đã nói đây là cuộc hẹn tệ nhất Natsume đã buồn và khóc dưới trời mưa Hazu cố gắng rỗ thì nghe thấy tiếng hai cô giáo lần trước đi theo dõi họ nên cả hai đành phải vào khách sạn trốn. Cả hai xem đây là tình huống khẩn cấp và định bật TV lên xem thì toàn tài liệu học tập nên tắt đi. Cậu thấy Natsume có vẻ buồn vì ngày hôm nay đã thành mớ hỗn độn nhưng cậu vẫn thấy thích cái ngày nghỉ này. Cậu thấy Natsume hát xì nên bảo cô đi tắm trước khi bị cảm. Con xuất hiện bất thình lình và có chuyện cần báo. Hoặc cậu có thể hành sự xong rồi nó báo luôn vì cậu có vẻ quên mất sự hiện diện của con. Cậu đã dỗ con và nó báo cho cậu biết rằng hai cô giáo kia đã gọi Tenma và Kyoko đến tìm chung. Vì dù là con trai nhưng Natsume có khuôn mặt của idol nên rất dễ bị Hazu làm cho sa ngã. Kyoko vì muốn bảo vệ danh tiếng cho Natsume nên đã đồng ý tham gia. Cậu không hiểu hai mẹ quản lý ký túc nghĩ cái gì nữa. Nhưng Natsume tự tin là cô đối phó được bằng thức thần của bản Tê Hân. Nhưng giờ con mới nói thêm là thầy Jin xuất hiện và chấp nhận giúp nhóm dưới kia vì mục đích là ngăn chặn mọi hành vi đổi bại giữa các học sinh. Natsume ban đầu vẫn nghĩa là đối chọi lại được nhưng khi nghe thầy cũng tham gia thì cô nhanh tay đi lập kết giới cô bắt đầu bi quan và nghĩ rằng đời học sinh đến đây là hết hazu nghĩ ra cách là nhờ toji giúp đỡ toji đã đến gặp hội kia với Natsume đi chung bên cạnh kế hoạch trước là toji đã mang đồ cải trang đế để giúp Natsume lủi ra và đến gặp hội thầy làm chứng cứ ngoại phạm toji thấy cả hai đáng ra chẳng cần làm cách này vì khách sạn ban nãy chỉ là một khách sạn bình thường chứ không phải khách sạn tình yêu ha du cũng đến ngay sau đó nhưng con lại là thành phần báo hại khi con đến nói cậu đã bỏ quên đồ ở trong khách sạn cả bọn nghĩ ha du đã làm gì đó con nên tránh xa ha du cầu cứu hai đứa bạn nhưng vô vọng con không thèm giải thích kỹ càng mà sủi đi mất khiến ai nấy đều không muốn nghe cậu giải thích còn lý do thầy đi ngang qua đây là để bắt tên tín đồ lần trước thầy tìm được hắn ở dưới cầu và đã thành công bắt được hắn hiệu trưởng có thấy điều này và cho rằng việc họ đang làm là vì học sinh yêu quý và sẽ nộp tên này cho trụ sở phép thuật tra khảo kẻ chủ mưu của vụ này thấy con tốt của ông ta đã bị bắt Ông ta cũng có quen thầy Jin vì thầy đã trốn được khỏi ông ta nhưng cái giá là mất đi một chân. Mới đó mà đã 6 tháng kể từ lúc Ha Du nhập học và lại có bài kiểm tra, cậu phải học cả đêm và Natsume không cho phép cậu rớt. Con muốn cậu yên tâm vì nó sẽ tàng hình để giúp cậu, nhưng Natsume không cho cậu gian lận nếu không sẽ làm ô danh gia tộc. Tuy nhiên Ha Du lại rớt trong phần lý thuyết, giờ chỉ có trông vào phần thi thực hành. Ha Du nhờ cây trượng mới có đã có thể cùng con đánh lại được thức thần của Kiyoko. Nhờ vậy cậu đã có tinh thần cho bài thi hôm sau, nhưng Natsume muốn cậu chuẩn bị cho đàng hoàng vì vào bài thi thì không được dùng vũ khí còn Toji lại được hiệu trưởng gọi đến cho biết trước bài thi vì cậu được ưu ái khi là người còn sống của thảm họa tinh linh Toji không thích nói về việc đó trong lúc đó tên chủ mưu lần trước đã chuẩn bị thêm thử thách cho hạ cấp và tên hạ cấp này đã phát hiện ra nhóm của hazu và hắn đặc biệt để ý đến Toji thầy jin lúc này đã đi gặp sở trưởng và được ông giới thiệu với một cấp dưới mà ông mới tuyển được để thay thế công việc điều tra của thầy người này sẽ điều tra về vụ án thảm họa tinh linh trước và người này cũng đã tìm hiểu rõ về danh tính của thầy khiến thầy có vẻ cảnh giác trong lúc đó hazu muốn ăn thì bị natsu mê cản vì cô muốn cậu lấp đầy não thay vì dạ dày vì chưa ai ăn mà cậu lại ăn trước còn thầy jin thì được người mới kia cho biết về những thông tin anh ta mới điều tra được và họ đều cần jin giúp đỡ trong vụ điều tra nhưng thầy cho rằng giờ bản thân chỉ là một giáo viên quèn và cũng chán việc dọn dẹp mới hỗn độn mà bộ trưởng gây ra nhưng lý do họ cần thầy jin tham gia vụ này là vì một kẻ nguy hiểm mang tên là đi đã tham gia vào vụ này liên lạc với những thành phần nguy hiểm để nhắm vào học viện nghe vậy thì thầy jin cũng không thể ngồi im được hazu tối đó đã thấy Natsume ngủ quên khi dạy kèm cậu nên cậu đành rời khỏi phòng và đi mua nước uống cậu lên tầng thượng và gặp toji ở đây toji có hỏi cậu với Natsume học ra sao thì cả con lẫn Natsume đều đã ngủ toji đã cho hazu biết về bài thi và Natsume sẽ không phải tham gia vì trường này đánh giá mọi thứ qua năng lực của học viên hazu có hỏi tình trạng của toji ra sao thì cậu ta vẫn ổn nhờ thuốc của bố hazu làm cho Toji cũng nhận thấy gần đây Ha ít phá phách hơn và cậu cũng tự thừa nhận bản thân trước có hơi phá phách thật. Cậu sau đó về phòng trước. Ngày hôm sau, bài thi thực hành đã chính thức diễn ra. Nhưng rồi sự cố đã diễn ra khi toàn thành phố đột nhiên xuất hiện nhiều khu vực bị mất kiểm soát tinh linh và khiến nhiều cánh cửa liên kết giữa hai thế giới mở ra. Đám tinh linh đã tràn ra và đi phá hoại thành phố. Và nếu không ngăn lại thì có thể sẽ lại dẫn đến một thảm họa tinh linh như năm xưa nữa. Toji thì lên cơn đau đầu và Ha sợ đứa bạn thân sắp mất kiểm soát. Tinh linh ở vị trí diễn ra kiểm tra đột nhiên bùng lên buộc Natsume phải gọi rồng ra trấn áp. Toji lại đau hơn và bảo tất cả chạy đi. Một con quái thú cấp cao đã xuất hiện để tấn công cả lớp và thầy giáo đã cố cầm chân nó để học viên đi trước, nhưng đúng lúc này thì một trong 12 âm dương sư mạnh nhất lại đến để xử lý. Thầy giáo gọi danh xưng của hắn ta nhưng hắn ta cho biết bản thân là Jezin. Hắn khiến con quái sợ mà bỏ chạy, nhưng ngọn lửa của hắn ta đã bám theo và khiến con quái rơi khỏi tòa nhà. Thầy muốn hắn chú ý đến dân thường nhưng hắn ta mặc kệ đã vậy và còn gây sự với nhóm Hazu vì hắn biết con rồng này là của gia tộc nổi tiếng và Natsume là kẻ đã dạy cho Suzuka một bài học. Hắn vốn cũng chẳng ưa gì Suzuka nhưng con quái lại tính cắn lén thì hắn quay lại chấn áp nó ngay. Hắn muốn Natsume điều khiển rồng mà thanh tẩy con này. Nhưng Natsume ghét cách hắn nhởn nhơ với nguy hiểm. Hazu đã lên tiếng và con rồng cũng phải bay đến bảo vệ chủ nhân. Đúng lúc này tên đứng sau vụ thảm họa đã khiến tình hình tệ thêm một lần nữa. Zezin nhận thấy gì đó và quay lại chỗ Toji. Hắn sút đi và phát hiện Toji là một bán yêu với một cặp sừng trên đầu. Năm xưa, Hazu luôn đến tìm Toji để chơi chung nhưng cậu ta nghĩ du nhìn bản thân là một bán yêu nên đã đấm Hazu một trận để xả giận. Toji trở thành bán yêu do vụ thảm họa mấy năm trước. Hắn ta muốn trừ đi một thảm họa di động như Toji nhưng cậu đã phản kháng lại nên bị hắn ném đi. Natsume cố nói với hắn về trách nhiệm của một âm dương sư nhưng hắn đếch thèm quan tâm. Đột nhiên một người trong bộ 12 lại xuất hiện và anh ta ra lệnh cho Zezin rút về. Vì hắn đã để con quái trốn thoát nên phải đi theo để tóm lại hắn đành nghe theo và quyết định ghi nhớ tên của cả nhóm Hazu để sau này gặp lại. Hazu sau đó đã phải đưa Toji về chữa trị và họ phải ổn định lại phong ấn mà cha của Hazu đặt vào Toji. Hazu đã xin lỗi mọi người vì giấu giếm bí mật của Toji. Nếu trách thì cứ trách cậu vì Toji không có lỗi. Cậu cho biết Toji không hề nguy hiểm mà chỉ đang đau đớn với tình trạng của bản thân. Đột nhiên hiệu trưởng cho gọi cả nhóm đến để nói chuyện. Thầy Jin lúc này tức giận với bộ trưởng vì để Zhe Jin tham gia vụ này và ông cũng đừng có bắt họ làm việc miễn phí nhưng ông ta đã trả tiền cho hiệu trưởng khiến thầy chẳng biết phải cãi ra sao. Bộ trưởng và hiệu trưởng đã cùng ra kế hoạch là để con rồng của Natsume làm mồi nhử để thu hút những con quái lại. Natsume muốn biết việc này đã được cho phép hay chưa và khi biết nó đã được cục trừ tà thông qua nên cô đành chấp nhận. Hiệu trưởng sau đó nhận được tin Toji đã bỏ trốn. Natsume muốn Haju đi tìm Toji về, vì cậu có đi theo cũng chẳng thể bảo vệ được cô. Còn Natsume và Kyoko sau đó được Genjizo, một trong 12 âm dương sư mạnh nhất. Haju thì đã đi cùng con và Tenma để tìm Toji cho nhanh genjizo cho biết bản thân lúc này sẽ làm vệ sĩ cho cả hai vì giờ cục đã gửi toàn bộ lực lượng ra để ngăn thảm họa và Natsume sẽ giúp họ xử lý thảm họa anh ta muốn biết bằng cách nào mà jin lại trở thành thầy của họ anh ta và jin là bạn cùng lớp trước đây và cả hai cô gái khá sốc vì thầy jin chỉ mới có hai mấy tuổi genjizo sau đó cũng giới thiệu với họ hijata người của cục điều tra và sẽ giúp họ trong vụ này Natsume không có thiện cảm với cục điều tra sau vụ bị bắt lần trước nhưng hijata đã xin lỗi cô trước vì hành động của đồng nghiệp zo muốn cả hai yên tâm vì anh sẽ bảo vệ tốt cả hai Toji lúc này nhớ về cuộc đời cậu ta trước đây chỉ toàn đâm đầu vào Rắc rối và đánh lộn còn hazu cậu bị một đám say rượu gây sự và được một người đàn ông giúp đỡ cậu đuổi chúng đi ông ta nói là có thấy người mang đồ giống Hazu hồi nãy và chỉ cậu hướng đi tìm Natsume và kioko lúc này đã theo genzo đến danh trại để chuẩn bị hành động còn hazu nhớ lại lời hứa với Natsume và quyết sẽ đưa được Toji về hazu đã tìm được Toji Hazu cố thuyết phục Toji về nhưng tâm trí Toji giờ đang bị xáo trộn giữa người và quỷ và cậu ta cho rằng. Con quỷ giờ đã thành bản chất của cậu ta nên cậu ta không còn muốn trở về mà muốn bị thanh tẩy luôn cũng được. Toji đã biến hình và lao vào đánh với Hazu. Natsume lúc này đã dụ được con quái đến cho Zezin tấn công. Một người nữa trong bộ 12 thì tung chiêu thiêu rụi cánh để nó không còn bay được mà rơi xuống. Natsume biết Toji luôn ra vẻ ngầu nhưng cậu ta cũng là một tên ngốc như Hazu. Cậu ta luôn nghĩ cho người khác hơn bản thân mình nên mới ở cạnh cô và Hazu. Do Toji biết bản thân mà ra tay thật thì Ha Du chết chắc nên đã nâng tay và rồi được Ha Du đánh trả và thông não. Toji trở lại dạng người thì bị Ha Du đấm ngất và sau đó thì chuẩn bị để lôi về. Còn Natsume cùng những âm dương sư khác lúc này đã răng xong kết giới để thanh tẩy con biết bay này. Nhưng con từ buổi kiểm tra xuất hiện nên Natsume đã cho rồng bay đến dụ về. Nó đã đi ngang qua tầm của kết giới và định thanh tẩy cả hai con cùng lúc thì tên đứng sau vụ này lại dùng bùa chú khiến hai con đột nhiên mạnh lên và to lên. Con quái lúc ở bài thi đã bỏ chạy nên Genjizo đã phải gọi xe máy đến để đuổi theo. Natsume muốn đi chung và được anh đồng ý họ giao lại nơi này cho những người khác và phóng xe đi cả hai đã bám sát con quái và genjizo đã gọi ra mấy con quạ để chúng tấn công và họ đã lùa nó rơi xuống một sân vận động nhưng nó đã đánh lừa họ để chạy đi buộc Natsume phải cho con rồng bám theo sát nó để không mất dấu đúng lúc thì hazu cũng ở gần đó nên cùng con bám theo còn toji sau khi được đưa về thì hiệu trưởng cho cậu biết những kết giới trong người cậu đã bị gỡ vì cậu đã có thể tự kiểm soát được con quỷ bên trong trên hết nhà trường cho phép việc Toji dùng năng lực của quỷ để làm âm dương sư vì tên Zezin cũng là một kẻ đi hấp thụ quỷ để gia tăng sức mạnh. Cha của Haju đồng ý cho Toji tự do nếu cậu ta thực sự kiểm soát được và toàn tâm muốn giúp đỡ Haju. Zezin và hai người khác trong hội đã dùng đến một cỗ xe có thể cường hóa phép thuật để tấn công con quái để ngăn không cho nó thoát ra khỏi đây. Nó đã cố đâm thủng kết giới để bỏ trốn thì Zezin dùng những chiếc kính để để gia tăng phép của hắn lên gấp vài lần để tấn công nhằm không để con quái tọa nguyện. Nasume và Zenjizo vẫn đang bám theo con quái. Hazu lúc này thì vừa gặp được Natsume và Genjiro. Có điều cả ba bị kẻ đứng sau chuyện này tấn công. Genjiro chọn ở lại và để cả Natsume đuổi theo con quái. Con quạ đã đi theo cô và để chiếc xe phóng đến đưa cô đi. Cô lao qua thì gặp Hazu bên này và con quạ cũng cho Hazu lên luôn. Cả hai đuổi theo và thấy con rồng rơi xuống nên Hazu lao đến cưỡi rồng đi đánh quái. Toji lúc này đã lên đường đi giúp Hazu. Hiệu trưởng cho cậu ta mượn thức thần mà bố Hazu giao cho. Vừa lên đường thì Tenma đã chạy đến gặp. Tenma biết cả hai giờ sẽ không thể được như trước nhưng cậu ta vẫn xem Toji là bạn dù Toji có là bạn yếu. Tenma cũng nhờ cậu đưa đến cho Hazu cây trượng. Toji nhận lấy và muốn con ngựa phóng hết tốc lực. Bên Hazu lúc này đang chật vật với con quái. Hazu cưỡi rồng ném bùa ra sao thì cũng chẳng si nhê. Con thì cô lao lên tấn công nhưng bị búng đi. Hazu suýt rơi thì được con rồng đỡ lấy. Con sau đó đã đến chặn đòn giúp cậu. Nhưng đúng lúc này thì Toji đã đến cùng cây trượng và còn truyền năng lượng vào đó rồi ném qua cho Hazu. Thế trận có vẻ là đã đảo chiều. Hazu đã dùng sức mạnh của Tô di chuyển vào cây trượng và táng vào đầu con quái. Nó rơi xuống thì bị mê răng sẵn trận và hút nó vào hư không, cả ba thành công thanh tẩy được con quái. Zejin thấy cả hội có vẻ đáng để đánh hơn thì thầy Jin xuất hiện và đe dọa hắn nếu động vào học trò của thầy thì cứ liệu hồn. Thầy biết hắn đang theo đuổi và âm mưu gì. Dù biết tỷ lệ thành công thấp thì hắn vẫn sẽ làm chỉ cần có khả năng. Hắn cũng biết chênh lệch giữa cả hai là không nhỏ nhưng vẫn tin một ngày nào đó sẽ đánh lại được Jin. Nhưng Jin chắc chắn ngày đó sẽ không bao giờ đến genji cũng đến hội lại với hai người bạn cũ do đối thủ của anh đã chết đột nhiên cả ba cảm nhận thấy sự hiện diện to lớn một ông già trong chiếc xe đi đến chỗ nhóm hazu và tự giới thiệu bản thân là doman và dù đã mạnh lên nhưng ông ta cho rằng cả bọn vẫn còn non nớt lắm rằng ngày nào đó ông ta sẽ là thử thách cho họ hoặc họ có thể về phe ông nói xong thì ông ta cũng rời đi đã được một tháng sau vụ thảm họa lần trước giờ đây trường sắp đón nhận một đợt học viên nữa và toji muốn xem thử lứa mới này ra sao và người được đứng ra đại diện phát biểu lần này lại là suzuha Suzuka đã tỏ ra vẻ dễ thương trước toàn trường. Nhóm Hazu há hốc mồm khi nghe thấy cái tên này. Hazu vẫn không tin trước mắt là Suzuha, vì nhỏ bây giờ và trước quá khác nhau. Toji nhìn ra được Suzuka đang cố tỏ ra dễ thương một cách có tính toán. Cho đến khi cô liếc thấy cậu và nở nụ cười nham hiểm, Hazu biết đúng là Suzuka rồi. Cô hô to trước toàn trường rằng Hazu là người đã lấy đi nụ hôn đầu của cô. Danh tiếng của Hazu giờ đây xuống thêm một bậc gần hơn với đáy xã hội. Hazu bị Kiyoko chất vấn vì một người nổi tiếng là thiên tài và là idol của giới âm dương sư lại bị một kẻ tồi tệ như Hazu cướp mất. Đó là điều mà bao nhiêu người mơ ước cũng không có được. Cậu có nỗi khổ riêng và con đã phải ra để giúp cậu. Nhưng Kiyoko nhắc cho con biết sư quan trọng của một nụ hôn khiến con cũng về phe họ. Toji còn châm dầu vào lửa khi cho biết việc nụ hôn đó diễn ra vào đêm lễ hội. Natsume thì không thể nhịn được mà đập bàn đứng dậy vào là có chuyện cần bàn với Hazu. Thầy Jin biết thừa Genjizo và cục trừ tà đồn Suzuka sang cho họ là để trừng phạt cô vì hành động đã làm và cục đã cho rằng hành vi của Suzuka là vì thiếu sự quan tâm của gia đình nên chọn nơi này làm trại cải tạo cho Suzuka. Và Genjizo cũng không ngờ là Doman lại xuất hiện sớm như vậy, thầy Jin quyết định sẽ chăm sóc Suzuka vì đó là trách nhiệm của thầy giáo. Hazu sau đó cố giải thích vụ với Suzuka chỉ là hiểu nhầm. Nhưng Natsume thì hơi lo vì sợ Suzuka sẽ tiết lộ việc cô là con gái nên Hazu quyết định sẽ đi nói chuyện với Suzuka. Nhưng vào buổi chiều hôm đó, Hazu bị mấy cô gái hỏi về vụ cậu là người quen với Suzuka. Con cũng sốc vì việc cậu hôn một người có vẻ nhỏ nhắn như Suzuka, nhưng cậu là bị ép. Đột nhiên con cảm nhận được nguy hiểm, một chị gái với thân hình nhỏ nhắn nhưng lớn hơn Hazu một tuổi xuất hiện. Cô thường bị nhầm là năm nhất nhưng thật ra là năm ba. Và việc bị hiểu nhầm vì nhỏ con khiến cô rung lên vì giận. Cô thích mấy thứ mềm mại như con, nhưng con không cho sờ đuôi nên cô dỗi. Cô thắc mắc về ngôi sao dưới mắt cậu, cô chê xấu nhưng cậu không quan tâm. Cô vẫn không được chạm vào con nên cậu muốn cô về giúp. Cậu sau đó gặp lại Suzuka ở thư viện. Cậu thấy Suzuka đã giúp cậu có quãng thời gian khó khăn vì nó. Suzuka bị chuyển đến đây quản thúc 3 năm vì hành động lần trước của cô. Trong thời gian quản thúc cô bị phong ấn ma lực nhưng vẫn tự tin bản thân có thể hạ được Hazu. Cô muốn đi gặp Natsume để xin lỗi vì lần trước chưa nhìn rõ. Nghe vậy thì Hazu yên tâm khi Suzuka không hề biết Natsume là nữ. Tối đó, Suzuka khá ái náy khi gặp lại Hazu. Cô vẫn thấy có lỗi khi đã hại chết Hokuto nên muốn Hazu phải oán hận cô nhưng ngày hôm sau suzuka lại cứ mò đến lớp hazu để tìm cậu và tiện để gặp luôn Natsume Natsume vẫn không yên tâm nên quay mặt đi suzuka bày trò để chọc hazu ngay trong lớp và vừa như cả hai thân thiết và tình cảm lắm khiến hazu buộc phải đưa cô chạy khỏi lớp sự việc này cứ thế tiếp diễn ở mọi nơi từ lúc ăn trưa ở căng tin thì có tiếng suzuka là Natsume lại phải trốn cho đến thư viện thì Natsume phải nhảy khỏi đó để che giấu tầm nhìn và đến lớp bút pháp thì vừa nghe tiếng senpai Natsume đã vứt luôn bức thư pháp mà trốn xuống bàn Hazu và Natsume đều đã đến giới hạn và không chịu nổi nữa. Thế là Toji khuyên cậu không nên để chuyện này tiếp diễn nên cậu đã chủ động lấy độc trị độc bằng cách đối xử với Suzuka như người yêu luôn. Cả hai dẫn nhau đến một quán nước và nói chuyện rõ một lần với nhau. Suzuka thì muốn Hazu hận cô vì việc cô đã làm với Hokuto. Hazu cũng nói thật chuyện Hokuto được người khác điều khiển cho cô nghe và cô đã thấy khá hơn. Đột nhiên cô nhận ra có người theo dõi và làm lộ ra đó chính là Natsume. Nhìn mặt Natsume khiến cô nhận ra Natsume là nữ tu sĩ lần trước nên cô đã hoàn toàn nắm thóp được cả hai. Ngày hôm sau cô vẫn vờ như không biết gì nhưng Natsume và Hazu biết kiểu gì cũng sắp bị nhỏ hành đến chết rồi. Hôm sau, Suzuka đã chạy đến ôm lấy Hazu giữa nơi đông người. Còn Natsume bị bắt phải nâng cái túi nặng như quả tạ. Hazu quyết định sẽ phải nói chuyện với Suzuka để bắt nhỏ dừng lại. Nhưng cậu bị nhỏ đáp trả đanh thép và không thể trái ý nhỏ được. Natsume gặp riêng cũng chẳng thể làm được gì. Nguyên một tuần cả hai anh em bị hành đến sơ xác. Quý lắm một ngày nghỉ cuối tuần thì cả hai nghĩ là sẽ không bị phá, nhưng cả hai vẫn bị Suzuka gọi đến. Cả hai không dám trả lời nên Suzuka đành mở cửa đi vào. Toji sau đó phát hiện hai đứa bạn đang bị Suzuka đi xem phòng vì không trả lời điện thoại. Trong phòng Hazu không có gì đặc biệt ngoài mấy con mèo thần tài, thấy hơi chán nên Toji cũng nói thẳng luôn là phòng Hazu chán thật. Cậu quỳ lại xin họ đi dùng, thế là Suzuka đòi qua phòng Natsume thì cô cản lại không cho qua cô hốt hoảng bỏ chạy thì bị tóm lại và rồi suzuka đã dùng vài phép nhỏ đã bẻ khóa được phòng Natsume bên trong cũng không có gì đặc sắc nhưng chắc chắn vẫn còn thứ để xem vì Natsume hốt hoảng đến vậy cô thử tìm trong tủ thì nó có phép bảo vệ và Toji vừa chạm vào đã bị thổi bay nên sẽ phải khó hơn trong khoản làm phép trong lúc làm phép thì Natsume bỏ đến và liên tục dãy dụa buộc hazu đã cho con cắt dây chói Natsume ném con vào người Suzuka và gọi rồng ra để bảo vệ bằng được cái tủ và cô đã thành công có điều căn phòng cũng gần như tan nát sáng hôm sau Ha Du tỉnh dậy thì thấy con ở bên cạnh, cậu thắc mắc việc con hiện hình thì con bằng cách nào đó đã không còn tàng hình được nữa. Ha đã kể lại cho hai đứa bạn nghe. Tô Di nghĩ có liên quan đến việc con bị ném ngày hôm qua. Cậu định đi hỏi thầy Jin thì hai cô gái chối bỏ trách nhiệm về việc này và không cho cậu hỏi. Còn con thì không yên tâm khi ở ký túc mà muốn theo sát để bảo vệ Ha nên đã mặc áo của Ha và lẻn lên trường để giám sát. Hai thức thần canh cửa nhận ra con nhưng nó cố cho rằng bản thân không phải. Con không thấy trong lớp Hazu nên đành bay ra ngoài và thấy Natsume đang trách mắng Hazu vì ngr quy trong giờ học. Nó thấy Hazu ngủ thì không phán xét nhưng nhìn sang Toji ngủ thì nó lại thái độ. Con muốn thầy phải về dạy riêng cho Hazu để nó được ở riêng với cậu. Nhưng đến gửi trưa thì con đang nấp để nghe lén nhóm Hazu thì vô tình để bị người khác phát hiện. Họ nhìn chưa rõ nên nó đã cố chạy đi và khiến nhiều người để ý hơn. Lúc chạy khỏi căng tin thì họ nhìn thấy áo của Hazu mà con đang mặc nên nghĩ con là hổ. Tenma thì thấy con nên bị nó đấm ngất. Suzuka thấy ồn ào nên ra xem thử thì thấy cái áo quen quen. Trường phải ra thông báo là có hổ lang thang và cả trường nhanh chóng bị mất kiểm soát. Hai thức thần canh cổng không biết hổ vào lúc nào mà qua mặt được họ. Con cố né mặt mọi người và quay lại đánh ngất Tenma lần nữa. Suzuka thấy chuyện đang dần mất kiểm soát. Zenjizo và cục điều tra bị gọi đến. Thầy Jin phải tập hợp cả lớp lại và bảo họ ngồi yên vì hiệu trưởng cho gọi thầy. Họ sau đó nghe tin Tenma là nạn nhân đầu tiên. Zenjizo nghĩ là thức thần của ai đó nổi loạn và hẳn là người này phải mạnh lắm nên mới qua được kết giới của trường. Có mỗi Suzuka là biết chuyện đang xảy ra nên đi giúp con. Genjizo và thầy Jin sẽ đi xử lý. Còn cục điều tra thì cũng đã đi lùng sục khắp trường để tìm con hổ đó. Cô đi cùng con chạy ra và bị Genjizo phát hiện nên cả hai đã bỏ chạy thì bị anh ta vung kiếm chém. Đúng lúc cả hai bỏ áo lại và đánh lừa được Genjizo và khiến anh ta nghĩ là đã xử lý xong. Cả hai chạy đi thì chạm mặt thầy Jin ở ngoài này. Hazu chạy ra thấy chiếc áo nên nghĩ là của ai đó khá giống của cậu nhưng toji nhìn ra đây là áo của hazu khiến cậu xót vì đây là đồ cổ chiều hôm đó con và suzuka đều đã bị thầy jin mắng và hazu cũng dính nốt lý do là vì cậu không dám sát thức thần tử tế lon rất tiếc vì cái áo nhưng hazu không tính toán chuyện này với con và con cũng đã có thể tàng hình trở lại cậu hẹn gặp suzuka ngày mai và cô giờ đã có thể ngủ ngon một vài ngày sau lớp hazu tổ chức đi cắm trại và cả hai anh em thấy may vì đã thoát được suzuka trong vài ngày thế nhưng thầy jin khuyên họ đừng có vội mừng vì phía trước còn gian nan lắm nhưng cả hai xem gian nan chẳng là gì so với Suzuka, lúc đang leo núi. Ai nấy có thắc mắc Toji đâu thì Hazu cho biết Toji sẽ đến sau khi kiểm tra xong. Hazu và Natsume vẫn đang cảm thấy thoải mái và tự do, và vừa leo lên được mấy trăm bậc thang thì người đầu tiên họ gặp lại chính là Suzuka. Thầy Jin cho biết cô sẽ tham gia chuyến đi này. Trưa hôm đó cả bọn dùng kiến thức có được để điều khiển dối làm bữa ăn nhưng dối trẻ củi thì trẻ luôn con dối đối diện. Cho thổi lửa thì Tenma muốn Hazu cho lửa to lên tí. Và Hazu không biết tí là từng nào nên thổi cho bốc cháy luôn dối. Natsume thì cho dối cắt rau củ đều đẹp. Suzuka thì cũng biết cho dối gọt khoai tây và hơi ghen tị với tài năng kiểm soát của Natsume. Giữa bữa ăn, Tenma thấy cảm phục Natsume vì cô có thể có liên kết chặt chẽ với thức thần. Suzuka sau đó tìm đến cho cậu ăn thử món cà ri của cô. Tenma đã rời đi trước để cả hai riêng tư. Cậu ăn thấy nó dở tệ và Toji giờ cũng đến. Cậu ta không tin thứ này là cà thật. Cậu ta cũng có việc cần gặp riêng Suzuka sau bữa ăn. Hazu đã mang đồ đi dọn thì gặp lại bà chị lần trước và chị ta có vẻ không thích nói chuyện với cậu. Thế là cậu gọi con ra để dụ dỗ chị ta. Chị ta đành phải vừa nhận ra Hazu và đúng là có việc cần tìm cậu. Chị ta vẫn chưa từ bỏ ý định lấy con về nuôi. Cậu chỉ cho chị ta sờ đuôi của con và có hỏi chị về việc điều khiển thức thần từ xa và làm cho thức thần trông như con người. Chị thừa nhận việc đó là có thể nhưng đòi hỏi trình độ cực kỳ cao. Còn Toji nói chuyện với Suzuka về việc bản thân thành quỷ là do cha Suzuka đã gây ra thảm họa trước đây sau đó cậu nói là muốn suzuka nhập hội để đánh đuổi đám tín đồ nhắm đến Natsume. cô chưa đồng ý vội mà cho tập hợp cả nhóm lại suzuka đã cho họ biết về tổ chức của các tín đồ tên gây ra vụ thảm họa lần trước và lão do man cũng là hai người trong tổ chức tín đồ kia cùng với cha của suzuka trước đây nasume muốn suzuka cho cô biết bản thân có thực sự là âm dương sư tái sinh hay không suzuka chỉ họ cách là dùng chiếc áo của âm dương sư đó từng mặc để thử và nó hiện đang được phong ấn trong cục âm dương sư Toji muốn biết Natsume có sẵn sàng tham gia với Suzuka hay không hazu không cho và Natsume cũng có vẻ do dự nên Suzuka cũng kệ luôn mà cô sẽ không tham gia với họ hiệu trưởng cho mèo nghe thấy nên đã đi bàn bạc với thầy jin vì thầy cũng đã nghe được cuộc nói chuyện này thầy biết chiếc áo đang được phong ấn bây giờ chỉ là giả và cái thật thì đang ở học viện hiệu trưởng không nói gì mà lẳng lặng quay đi tối đó Natsume không ngủ được nên đã đến suối nước nóng để tắm cô nghe được kiyoko và Suzuka ở bên còn lại Cô nghe việc Suzuka có vẻ cũng thích Hazu nhưng ngại và chối bỏ cảm xúc đó. Hôm sau, Natsume đã hỏi ý kiến từ Toji. Toji khuyên cô nên thú nhận với Hazu nhưng cô muốn xem lại tình cảm với cậu. Còn Hazu thì bị Kiyoko kéo đi và cô hỏi Hazu thấy sao về Suzuka. Nhưng Suzuka chạy đến chối bỏ chuyện này vì Hazu chỉ yêu mỗi Hokuto. Hazu đành nói tất cả ra và ai cũng cho rằng Natsume là người có khả năng là Hokuto cao nhất. Và tôi đã nhầm vì đến bây giờ Hazu vẫn quá ngốc để nhận ra người cậu tìm kiếm đã luôn ở bên cạnh. Sau ngày hôm đó cả bọn đã lên đường trở về và Hazu nhìn dây buộc của Natsume và thấy nó giống với Hokuto trước đây. Và giờ cậu mới hoàn toàn nhận ra và ngỡ ngàng trước sự thật này. Đêm đó, Hazu mơ về lúc còn được ở cùng Hokuto tại lễ hội. Và Hokuto đã trở thành Natsume khiến cậu tỉnh dậy. Lúc ở lớp, cả hai cứ nhìn nhau thì lại đỏ mặt quay đi khiến Toji chỉ biết thở dài. Ở giờ học điều khiển phép thuật, thầy Jin đã cho mấy tinh linh bay xung quanh. Đám này sẽ trói những ai không thể kiểm soát tốt được phép thuật. Hazu chật khá sớm do trong đầu vẫn còn đang suy tư về vụ của Natsume. Thầy đã bóc mẽ cậu khiến cậu không hề vui tí nào. Natsume thì nghĩ là Hazu ghét cô nhưng Toji cho rằng Hazu vẫn còn tình cảm với Hokuto và cụ thể là Natsume. Nên giờ một là cô tự nói ra hoặc hai là cậu ta nói thay. Natsume xem đó là việc mà cô phải tự làm. Suzuka sau đó chạy đến gặp nhóm của Hazu. Cô cho biết bản thân đã phải dùng phép tàng hình và nếu Hazu muốn học thì trước tiên cậu phải tốt trong việc làm phép đã. Ngủ cũng phải nhầm phép trong miệng kiyoko có tìm đến và bám lấy suzuka toji và hazu cũng bất ngờ vì cả hai không biết từ khi nào đã thân như này cả nhóm sau đó thắc mắc là không thấy tenma đâu thì được biết là tenma đang vướng vào một số rắc rối với gia đình vì gia đình cậu ta cũng là một gia tộc có tiếng trong giới âm dương sư tenma lúc này đang trên đường về và suy nghĩ về việc tiếp tục con đường làm âm dương sư vì thầy jin cho rằng việc trở thành âm dương sư được hay không phụ thuộc khá nhiều vào tố chất nỗ lực cũng tốt nhưng không có tố chất thì nỗ lực cũng bằng không Tenma thì không phải lo lắm vì cậu ta thừa kế cả tập đoàn chế tạo thức thần của cha mẹ để lại. Vừa về đến nhà thì Tenma phát hiện Hijata ở đây. Anh ta đến hỏi vài thứ về một thức thần cũ do bố mẹ Tenma phát triển. Thế là cậu khuyên anh ta nên đến tập đoàn mà hỏi. Anh ta sau đó tạm biệt Tenma và thả lá bùa đen lên cậu ta rồi ra về. Còn cậu ta không hiểu tại sao anh ta biết tên cậu. Trong lúc đó, một lá bùa đen đã bay đến chỗ của cục âm Dương Sư và hóa thành một con cú. Quang cú thông báo là Đô Man hôm sau sẽ đến đây để lấy áo choàng của âm dương sư đầu tiên và Gen Zizo biết tai họa sắp ập đến. 12 thiên tướng đã phải họp mặt, họ đều tỏ rõ sự lo ngại với Đô Man và chỉ gọi ông ta là nhân vật đề. Họ cho lập kết giới phòng thủ nhưng biết rõ Đô Man rồi sẽ sớm xuyên thủng được, sở trưởng cho Hijata báo cáo lại tình hình. Hijata cho rằng chỉ cần họ bắt được Đô Man thì sẽ sớm nắm được thông tin về tổ chức của đám tín đồ. Cục trưởng và là người đứng đầu 12 thiên tướng đã hạ lệnh cho họ dùng toàn bộ nguồn lực để ngăn chặn Doman Zenji sau đó có đi gặp một đàn anh trong hội Thiên Vương để bàn về việc cái áo choàng giả ở cục và cái thật đang ở học viện. Nhưng Thiên Vương này chọn tin vào sở trưởng và nếu cái áo ở đây là giả thì sở trưởng hẳn cũng đã có kế sách. Sở trưởng cũng đã nghi ngờ nên cho Thức Thần bay đến tìm hiệu trưởng để hỏi về việc chiếc áo choàng mà học viện đang giữ có phải hàng thật hay không. Bà vẫn úp mở không nói nên ông chỉ khuyên bà nên nắm rõ tình hình mà hành động. Hiệu trưởng sau đó đã phải triệu tập gấp thầy Jin đến. Tối đó, Haju liên tục nghĩ về Hokuto và hình bóng đó dần bị chuyển thành Nasume. Natsume cũng quyết định ngày mai phải nói cho ha biết về danh tính của cô và cả tình cảm cô giữ bấy lâu nay và ha cũng có suy nghĩ tương tự sáng hôm sau lúc đi ăn sáng chung thì cả hai vẫn chưa chịu mở lời lúc gặp nhau ở hành lang thì vẫn cứ ngại ngừng mà không nói khiến toji chán mà đi trước cả hai dù đã được tạo cơ hội cho đi riêng với nhau nhưng vẫn chỉ nói mấy chuyện vu vơ cả hai đều nhớ ra quyết tâm và quay lại gọi nhau cùng lúc nhưng rồi lại bị chị gái nhỏ bé kia cắt ngang cô lần đầu gặp Natsume nên giới thiệu luôn bản thân là Suzu. Lúc đến lớp Toji nhận ra cả hai vẫn chưa làm gì nhau. Họ sau đó nhận thấy thầy Jin không hề đi dạy, đến giờ ăn trưa. Ai nấy nghe tin những thầy giáo dạy thực hành đều đã bị điều đi làm việc khẩn cấp. Đột nhiên TV đưa tin về việc cục âm dương sư đang bị nhiều thức thần bọc thép tấn công. Và Ha Du cảm thấy có một thế lực khủng khiếp đang đến. Và thế lực đó chính là Doman Man đã tìm đến đây. Ông ta mang theo cả một đoàn quân bọc thép để tấn công vào học viện. Hiệu trưởng là người đã đứng ra đón tiếp ông ta ở cửa ông ta nhận ra bà là ai và ông ta đã sống từ thời mà âm dương sư đầu tiên còn tồn tại bà cho biết chiếc áo choàng ông ta tìm không có ở đây nhưng ông ta mặc kệ mà sẽ lục tung nơi này lên để tìm vì ông ta đến đây cũng không có ý định lịch sự gì ông ta phát động tấn công buộc hiệu trưởng phải để thức thần canh cửa chặn lại những học sinh đã được lệnh sơ tán nhóm ha chưa kịp đi đã bị đô man phát hiện ông ta giờ mới gặp lại họ kể từ hồi thảm họa và có trò để chơi với họ ha đã để con về lấy cây trượng cho cậu còn đô man tự tin bản thân có thể phá được kết giới trong đây vì ông ta sống là để khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Lá bùa mà Hijata bỏ lên người Tenma giờ đã được kích hoạt và phá hủy kết giới từ bên trong khiến đám thức thần bọc thép của Đô Man tràn vào trong. Tenma nghĩ là lỗi do cậu ta, Kyoko phải tạo lá chắn để che chở cả nhóm và Suzuka cho rằng Tenma đang hơi ảo tưởng vì họ đang đấu với Đô Man. Kể miêu mô và có nhiều kinh nghiệm nhất giới âm dương sư, nên nghĩ đơn giản là ông ta đã đi trước họ một bước. Còn nếu muốn tự kỷ hay gì đó thì để sau đi. Cả nhóm đã có ý chí chiến đấu và hiệu trưởng đến gọi họ lên tầng thượng, Toji đã hóa sang dạng quỷ để mở đường đi trước. Cả nhóm chạy lên giữa đường thì bị bao vây nên Kyoko và Suzuka đã cùng hợp sức thổi tung cả tầng và khiến đám nhện này rơi hết khỏi tòa nhà. Cả nhóm sau đó đi đến đường cụt và hiệu trưởng đã mở đường cho họ lên trên. Cả nhóm sau đó trốn tạm trong đàn làm lễ và kết giới do bà dựng ra, nhưng Đô Man lên đây và gõ nhẹ một cái kết giới đã vỡ. Natsume cho rồng ra thì bị ông ta trói lại và không thể thu về. Nhưng thầy Jin đã tìm đến đây, Đô Man vẫn còn nhớ thầy Jin vì thầy đã từng bỏ lại một cái chân để tránh đối đầu với ông ta. Thầy sau đó dịch chuyển đến giải phong ấn phép thuật cho Suzuka để nhờ cô chăm sóc mọi người trong lúc thầy chiến đấu. Thầy sau đó đã bắt đầu dùng và phóng ra hai thanh kiếm, kiếm sau đó hóa thành nước và thầy dùng nước để sinh ra cây cối. Từ cây cối thì châm lửa buộc Đô Man phải dùng nước để dập đi, nhưng nước quá dư dội khiến thầy Jin phải dùng thổ thuật chặn lại, nhưng lão tấn công từ hai phía và đẩy thầy Jin đến chỗ con rồng. Nhưng đây là điều thầy dự tính khi phá đi phép trói buộc để Natsu thu rồng về. Thầy sau đó bắt đầu nghiêm túc và gọi ra phép bách quỷ dạ hành mục đích là để giải phóng cho lời quyết nằm trong lồng đan tre này đô man lần đầu được chứng kiến lời nguyền này thì phấn khích và quyết định cho họ thấy sức mạnh của ông ta ông ta trưởng ngược lại về phía thầy jin khiến thầy chỉ biết chống đỡ trong khi cơ thể thì dần chịu thương tổn sau đòn tấn công thì cả hai bên đều chịu thiệt hại nhưng thầy đã biết được đô man thực sự là một con quỷ ông ta thấy thích thú với thầy jin nên mở lời mời thầy về phe nhưng thầy thẳng thừng từ chối thế là ông ta quyết phải đập nát khuôn mặt đấy của thầy nhưng ông ta không ngờ là thầy đã rất cao tay khi răng sẵn trận pháp ở xung quanh đây và tạo nên một trận đồ để áp chế ông ta. Thầy đã cùng ông ta lao xuống dưới và Natsume đã cho con rồng ra để giúp thầy tiếp đất. Lão Đô Man tuy rơi từ trên này xuống nhưng vẫn chưa chết. Đúng lúc này thì Genjizo từ xa lao xe đến và niệm chú rồi tung một nhát chém cực mạnh vào ông ta. Ông ta đã cực kỳ yếu sau nhát chém đó. Ông ta thừa nhận bản thân đã thua nhưng ông ta sẽ không thể chết mà sẽ chỉ bị phong ấn. Ông ta đã cố ý cho nổ nhằm kéo thầy Jin đi nếu có thể nhưng rốt cuộc sau cùng thì thầy vẫn bình an và được chuyển đến bệnh viện. Trường thì bị tàn phá nặng nề, các học viên sẽ được chuyển đến một chi nhánh khác và học cùng các chuyên gia. Chiếc áo choàng thì đã bị cha của Natsume lấy đi và Haju giờ lại có hứng thú với phép thuật. Cậu sau đó đã có một buổi đấu tập với chuyên gia. Cậu đã thử dùng lại phép bách quỷ dạ hành mà thầy Jin đã dùng nhưng nó chẳng có tác dụng. Cậu bị chuyên gia hành cho một trận và ông ta cho rằng cậu có luyện 10 năm nữa cũng chẳng thành chuyên nghiệp được. Nhưng Natsume đã chất vấn họ vì lúc trường bị tấn công thì họ không hề có mặt. Lúc ra về, Natsume khuyên cậu không cần để ý lời của ông vừa rồi nhưng cậu chỉ nghĩ về việc thầy jin và đô man tuyệt ra sao cả hai sau đó nhớ lại đàn lễ trên tầng thượng khá giống cái ở nhà nên quyết định đi xem thử một chuyến cả hai quay lại ngôi trường đổ nát và con đã chỉ dẫn họ lối lên tầng thượng lúc lên đây con cảm thấy có người nên cả ba đã chậm rãi tiến đến và thắp sáng lối đi để xem người ở đó là ai họ gặp được một cô gái tóc hồng cô giới thiệu bản thân là takiko cô đến đây để thử tìm hiểu về đàn lễ này theo như được biết thì đàn lễ này được tạo nên bởi âm dương sư đầu tiên và nó được bà hiệu trưởng trông coi đến tận bây giờ vì trường này được chính âm dương sư đầu tiên lập nên và bà hiệu trưởng cũng góp công một phần trong đó và biết đây ngôi trường này vẫn còn lưu giữ thông tin về vị âm dương sư đầu tiên đó thế là cả hai sau đó đã đi kể lại cho toji và toji thật sự thấy không đáng tin cho lắm nhưng natsume vẫn muốn điều tra thử vì điều đó liên quan mật thiết đến cô và bằng cách nào đó mà ngôi trường bị phá đến mức này mà thang máy dẫn đến thư viện vẫn còn hoạt động cả nhóm tìm cả ngày vẫn chẳng thấy thông tin gì hữu ích Hai thanh niên thấy chán nên bắt đầu lục tìm thông tin về thầy Jin trước đây, và ngoài ra cả nhóm còn tìm được một cái tên mà Suzuka đề cập trước đây là có liên quan đến hội tín đồ. Người đó từng học cùng lớp với thầy Jin nên hôm sau cả nhóm đã định đi tìm thầy để hỏi thử. Đột nhiên Suzu lái xe đi ngang qua và dừng lại chào hỏi mấy câu, chủ yếu thì vẫn là vì con. Hazu muốn giới thiệu nhóm bạn thì cô đều đã biết hết vì ai nấy cũng nổi tiếng ở trường. Đột nhiên trong xe Suzu có một đứa nhóc đeo kính đỏ và ai cũng nhìn ra đó là Doman nhưng nhóm hazu vẫn chưa nhận ra nên suzu lừa rằng đây là người quen của cô và kiếm cớ đi trước sở trưởng lúc này có đến thăm thầy jin và cho thầy biết những học viên đều đang được giám sát an toàn và ông sẽ sớm lôi kẻ đứng sau hội tín đồ ra ánh sáng nên thầy trước mắt là cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã trong lúc đó jin và một tên khác đang đi trên đường và gây chuyện với nhau thì nghe tin là có việc cần làm thầy jin sau đó gặp lại các học trò và kyoko nhận ra sở trưởng là ai còn lý do gì mà sở trưởng lại ở đây thì suzuka cũng đứng ra nói uôn đó là vì Jin từng là một trong 12 thiên tướng nhưng đã nghỉ sang làm thầy giáo nên sở trưởng chỉ đơn giản là đến thăm đồng nghiệp cũ. Việc thầy từng là thiên tướng lý giải cho việc thầy có thể mạnh và dùng được nhiều phép cấp cao như vậy và cũng dễ dàng phá phong ấn cho cô. Sở trưởng thấy chuyện đã lộ đến vậy thì để cho thầy tự lo còn ông thì về trước. Thầy Jin đã cho họ biết sở trưởng đang tính diệt hết tổ chức tín đồ và họ cũng cần lưu ý vì họ chưa chắc Đô Man đã thực sự chết hay chưa. Ngoài ra Hazu cũng có hỏi về cô gái Takiko mà cậu và Natsume đã gặp nhưng thầy chưa từng nghe qua. Với cả người mà cả nhóm muốn biết có tên là Zio mà Suzuka từng đề cập thì thầy cho biết tên thật của người đó là Suzu và là nữ. Cả nhóm sau đó về lại chi nhánh và Hazu suy nghĩ liệu người mà thầy đã nói có phải là Suzu mà cậu biết hay không. Đột nhiên Zezin tìm đến đây, còn sở trưởng lúc này đã tập hợp người để bắt đầu chiến dịch. Còn Zezin đến đây là để bảo vệ cho họ. Hắn sau đó thả cho tên áo trắng là Saver này đứng canh chừng nhóm Hazu. Trong lúc đó, cục điều tra đã bắt đầu đi lùng sục từng chi nhánh và bắt những kẻ có liên quan đến hội tín đồ đang lẩn khuất chỉ cần kẻ nào có động thái giật mình là bị tóm ngay lập tức. Còn nhóm Hazu lúc này đang bị xa vơ trông chừng. Họ thấy tên này khá nguy hiểm nên hỏi Suzuka thử thì được Suzuka cho biết tên này là một thức thần bị cục âm dương sư cấm sử dụng. Hazu sau đó đã vào trong kiếm đôi đũa mới và tên xa vơ lúc này đang cực kỳ chán và muốn làm gì đó. Hazu vào trong thì chạm mặt Zezin. Hắn muốn biết thông tin về trận chiến của Doman Man với thầy Jin. Hắn muốn cậu ngồi xuống mà kể cho tử tế. Thế là hai bên đã bắt đầu bàn luận về cuộc chiến đó và Zezin rất sốc khi nghe được vụ phong ấn trong đan che kia hắn đã có nghe qua nhưng không ngờ là Jin đã luyện được. Tới đâu man còn không có cách phá giải thì đúng là đáng cẩn trọng. Hắn có hỏi Ha Du thấy sao về con đường làm âm dương sư thì cậu thừa nhận bản thân là đứa ăn hại nhưng vẫn sẽ cố để trở thành chuyên nghiệp. Nhưng vấn đề là khi chuyên nghiệp thì cậu sẽ làm gì? Âm dương sư là giới của những người tài giỏi và những kẻ biết rõ bản thân vô dụng như cậu sẽ chẳng làm được trò chống gì. Jae Jin vẫn đặt niềm tin ở cậu và muốn cậu nói được phải làm được vì đến lúc cậu trở thành chuyên nghiệp thì hắn sẽ không nương tay với cậu nữa. Còn cục điều tra lúc này đã dồn đám tín đồ về một hướng chúng dự định gây ra thảm họa tinh linh để chạy trốn nhưng tên đứng đầu lúc này đã có ý định thí đám ngu muội dưới trướng để tẩu thoát nhưng lúc hắn gọi điện tình báo thì Ta tìm đến diệt trừ hắn để bảo vệ thông tin của bản thân nhưng Ta đã bị sở trường tìm ra danh tính thật là có dính líu đến đám tín đồ thế là hai bên buộc phải chiến đấu Ta ném bùa nhưng bị ông vô hiệu hóa ngay thế là hắn gọi ra hai thức thần cực mạnh để đàn áp sở trưởng ông biết hai con này mạnh ra sao ông buộc phải chống trả nhưng mình ông đơn thân đối đầu với hai thức thần mạnh là không thể nên cũng gọi hai thức thần của bản thân ra để đối phó cả hai thức thần đều bị một con kiếm sĩ của hijata đánh gục ông đã dùng phép nhắm vào hijata nhưng con phía sau phòng thủ quá tốt dù đánh lén thì hijata vẫn còn một con nữa để phòng thủ sở trưởng sau đó đã bó tay chịu trói và ông đã hỏi hijata về mục đích của hắn ta hắn cho biết bản thân thanh trừ đám tín đồ vì chúng không đủ đức tin hắn cho rằng cả đám tín đồ lẫn học viên ở trường đều là học trò của âm dương sư đầu tiên nhưng hai bên đều thực hiện hai mục đích khác nhau của vị âm dương sư đó sở trưởng đã cố hỏi xem mục đích của âm dương sư đó là gì và đột nhiên ta nhận ra bản thân dường như đang bị thao túng trí óc nhưng giờ nhận ra thì đã muộn vì sở trưởng đã khiến ta dính ảo thuật và đánh ngất hắn ông sau đó không hiểu sao ta lại biến thành takiko trong lúc đó nhóm hazu cũng đã chạm mặt một tín đồ ngay ở chi nhánh này còn sa vơ thì đang dần mất kiên nhẫn Tên tín đồ đây cũng chẳng có ý định xấu gì mà chỉ muốn Natsume truyền ít linh lực vào dụng cụ này. Nhưng ai nấy đều có vẻ không tin tưởng nên anh ta đành quay đi và đột nhiên xa vơ lao đến chém anh ta. Anh ta cố với lấy dụng cụ thì bị hắn đâm vào tay và thảm hoại tinh linh lại diễn ra. Quái bắt đầu kéo đến đầy sân và chúng đều là cấp cao. Natsume phải gọi rồng ra đối phó. Hazu cố dùng ngũ hành tương khắc để xử lý quái nhưng chúng lại có khả năng hồi phục buộc cả nhóm trước mắt là phải rút lui nhưng sa vơ đã chui ra từ con quái và đuổi theo để săn cả nhóm Natsume cho rồng cầm chân hắn một lúc để chạy đi nhưng hắn vẫn bám theo vào bên trong tenma và toji đã xông ra đối phó với hắn suzuka thì cho một đống bùa bay đến thổi hắn đi nhưng hắn nhẹ nhàng chém hết Natsume phải cho rồng sông vào đây nhưng hắn đâm luôn con rồng khiến linh lực của Natsume bị hao tổn hazu buộc phải đưa Natsume đi và để nhóm bạn cầm chân hắn nhưng hắn bỏ qua tất cả mà nhắm vào hazu và Natsume. toji và suzuka trên đường có chặn hắn lại còn Hazu và Natsume đã vào nơi trú ẩn và dùng bùa để ra cố cửa, nhưng hắn không lâu sau đó đến và chém phăng luôn cánh cửa. Nhóm bạn cũng bám theo sau và khi đến thì Toji đã đưa cây trượng cho Hazu. Cậu lấy ra đỡ thì bị hắn chặt gãy luôn. Hắn sau đó sút Hazu sang một bên và tấn công Natsume khiến cô lộ ra việc bản thân là nữ. Cô xấu hổ trước mọi người và Hazu đã mất bình tĩnh và rồi cậu nhớ ra lời Zezin đã chỉ cậu rằng cậu có linh lực rất lớn nhưng không thể kiểm soát nó. Cậu sau đó đã bình tĩnh và cố để điều khiển. Cậu đứng lên dùng bùa bắn nước vào mặt hắn rồi chói hắn lại và để lửa đốt. Tuy không hạ được hắn nhưng đủ để cầm chân và khiến hắn thấy khó chịu. Cậu sau đó nhìn ra chuyển động và biết cây kiếm là thứ cậu cần phá hủy. Cậu cho con tung hỏa linh nhưng chưa đủ lực nên để nhóm bạn cầm chân giúp và khoác áo cho Natsume. Cậu muốn cô dụ hắn ra ngoài và cậu sẽ có cách. Cậu đã cùng con và Natsume ra ngoài và hắn vẫn chỉ nhắm vào cô. Hazu đã dùng bách quỷ dạ hành như Jin từng làm và đẩy lùi được hắn cậu sau đó bị một con quái nuốt vào nhưng đó là ý định của cậu vì cậu muốn dùng lửa của con để thiêu con này và tạo ra một ngọn lửa to hơn và ném vào saver hắn lao vào như thiêu thân và rồi chỉ còn lại mỗi thanh kiếm chiều hôm đó sự việc đã được ổn định nhưng kiyoko lại gọi Natsume là kẻ giả dối trong lúc đó sở trưởng đã về báo cáo ông chú che mắt đây khuyên sở trưởng đừng đi gặp cục trưởng nhưng ông vẫn đích thân đi lúc đến nơi và báo cáo lại thì cục trưởng đã gọi takiko vào và sở trưởng nhận ra bản thân từ đầu đã làm mọi việc một cách vô nghĩa vì cục trưởng có qua lại với Takiko và cả tổ chức của đám tín đồ. Ông nghĩ là hiệu trưởng chắc không biết việc này nhưng cục trưởng cho rằng bản thân mới là trưởng tộc chứ không phải bà hiệu trưởng. Sở trưởng biết bản thân không thể chống đối lại nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua mà ra về. Takiko muốn cục trưởng sớm đưa áo choàng đến gặp Natsume để cô thức tỉnh thành âm dương sư đầu tiên và cục trưởng thấy ý định này chắc là sẽ phải thực hiện sớm. Đêm đó, Hazu và Natsume đã nói chuyện riêng với nhau. Cả hai thấy Natsume ngày mai sẽ khá khó xử vì giờ ai cũng biết cô là nữ trên hết là cả hai phải nói rõ với kyoko vì lừa dối cô ấy lâu nay nhưng Natsume tự tin cô sẽ ổn và cảm ơn vì haju đã bên cô hơn một năm qua đột nhiên con xuất hiện và nói rằng có chuyện không ổn rằng con cảm thấy hơi lạ khi lần đầu được haju truyền linh lực vào nhưng haju thấy nó cũng đâu to tát lắm nên đi ngủ sáng hôm sau Natsume nhận thấy có quá nhiều ánh mắt nhìn cô nhưng tenma và suzuka vẫn vậy lên lớp thì ai nấy cũng đều bình thường và chỉ cảm ơn Natsume vì cô đã cứu họ vào hôm đó tất nhiên khó nói nhất vẫn là kyoko Lúc hết tiết Hazu cố tình đuổi theo để nói chuyện với Kiyoko và xin lỗi đàng hoàng. Nhưng Kiyoko nói người năm xưa cô gặp rõ ràng là một cậu trai và người đó rất tử tế và tốt bụng dù cô có tỏ ra khó chịu và sức láo. Nghe đến đây Hazu dường như nhận ra được người Kiyoko đã gặp lúc xưa chính là bản thân cậu. Vì đơn giản là Natsume và Hazu đều cùng một họ. Mà khoan đã, nếu Natsume và Hazu thích nhau vậy thì khác gì loạn. À quên đi. Trước đó Suzuka đã đến gặp Kiyoko và bắt đầu nói ra những việc mà trước giờ cô và Toji vẫn giấu về Natsume. Suzuka cho biết chuyện giữa cả hazu và Natsume đều liên quan đến hokuto suzuka vô tình để rơi cuộn giấy về buổi lễ pháo hoa sắp tổ chức nên kiyoko có động lực để đi làm hòa với Natsume còn hazu tối đó chăn trở khi bản thân lại có thể quên đi lời hứa năm xưa với kiyoko nhưng gì cũng được ngủ trước rồi tính sáng hôm sau hazu nhận được tin nhắn từ bố là mọi thứ đều ổn cậu chưa hiểu gì và khi đến trường nghe tin thì cậu mới biết nhà cậu đã cháy thành cho nguyên do là tối qua vài thiên tướng đã ghé thăm để đòi lại áo choàng Cô thiên tướng chuyên về kết giới đây cố bắt cha Natsume nhưng bị một người từng là thiên tướng chặn lại. Cô ta có khả năng dùng sấm xét và dù nghỉ được vài năm nhưng trình độ vẫn chưa hề sụt giảm. Cô khiến cho thiên tướng kết giới đây cũng phải chật vật thì mới giam cả hai lại được. Nhưng thiên vương điện đã dùng toàn bộ điện năng để gọi ra thức thần, có điều kết cục là vẫn bị tóm. Nhưng thức thần của cha đã xuất hiện và đi xuyên qua mọi kết giới và đến thả ông ra. Nhưng ông chú che mắt đã tìm đến đây, ông là bạn cũ của ba người bên phía cha và họ muốn chú ta làm ngơ nhưng chú ta không thể nên bảo cô thiên vương kết giới răng một cái quanh đây để chú không thiêu luôn nhà hàng xóm còn jin lúc này cũng sắp xuất viện thì gen gọi đến báo cáo tình hình trong cục lúc này và khuyên anh không được hành động một mình đúng lúc này thì đô man tìm đến thăm jin ông ta không đến đánh lộn mà chỉ đến cho jin vài thông tin ông ta chấp nhận trả lời một câu jin hỏi anh có hỏi về vụ nổ lúc cuối của ông và cả lý do ông cần áo choàng thì đơn giản là lấy cho suzu và cô giờ đã vứt bỏ ông ta ông ta vẫn muốn cho jin thêm câu trả lời nhưng chắc là để lần sau Doman sau đó ra về và để lại số cho Jin. Ông thấy với sự phát triển của công nghệ thì phép thuật chắc sẽ sớm lỗi thời. Còn Kiyoko đang suy nghĩ nên tìm cách nào để nói rõ với Hazu và Natsume thì Takiko đến gặp. Takiko nói là muốn cùng Kiyoko đi gặp nhóm Hazu luôn. Takiko vừa gặp lại nhóm Hazu thì Kiyoko lại trốn đi. Nhóm Hazu và Takiko đã đi cùng nhau ngày hôm đó. Toji giờ mới được biết mặt người mà Hazu với Natsume đề cập trước đây. Cả nhóm sau đó dẫn Takiko đi tham quan căng tin và Suzuka không biết sao Kyoko giờ vẫn trốn tránh nên Tenma đã nhắc về vụ hỏa hoạn ở nhà Hazu. Natsume sau đó bị gọi đến gặp hiệu trưởng. Takiko đang chưa biết gì nên Hazu cũng nói ra cho cô biết luôn vụ việc đang nhức nhối hôm nay. Cậu cũng ít nhiều biết về sự việc lần này. Còn Natsume bị gọi đến cũng chỉ để hỏi về vụ cháy. Đúng lúc này Takiko thừa nhận rằng cô là một tín đồ. Nhưng khác với những người kia cô chỉ muốn được kết bạn. Do vài lý do nên Takiko mong muốn được giao đấu với Natsume để dễ dãi bày ra hơn. Cuộc đấu bắt đầu thì Takiko đã dùng một phép và theo lời Suzuka thì phép này phong ấn khả năng triệu hồi rồng của Natsume. Nhưng cả hai vẫn dùng phép cơ bản để đánh nhau. Takiko muốn thấy sức mạnh của người được chọn là hiện thân của vị âm dương sư đầu tiên. Natsume khó chịu vì cô chỉ muốn là chính cô chứ không phải là hiện thân của ai hết. Takiko cũng giận khi cho rằng Natsume đang trốn tránh định mệnh. Hazu thấy chuyện sắp không ổn và định làm gì đó thì bị thầy trói lại. Thầy cũng cắt ngang cuộc đấu khiến thức thần của Takiko phải lộ mặt. Natsume thấy thức thần này rất quen, Tức thần nói Takiko là hết giờ nên cô đã xin phép ra về. Thầy sau đó hỏi về tình trạng của Hazu thì cũng đã nắm được đại khái. Thầy thắc mắc sao Kyoko không có mặt ở đây thì được nghe về chuyện của Natsume. Chính thầy cũng không nhận ra Natsume là nữ. Thầy khuyên Natsume một câu là nên đi tìm Kyoko và xin lỗi thật lòng. Cả hai cô gái sau đó gặp nhau và Natsume chủ động mở lời xin lỗi. Nhưng Kyoko lại thấy ghen tị với cô khiến cả hai quay ra cãi vã và nước mắt cũng cứ thế rơi. Chiều đó, kiyoko chia sẻ rằng cô đã nhận ra người bản thân gặp lúc trước là hazu và vì Natsume cũng thích hazu nên cả hai muốn được cạnh tranh công bằng và để làm điều đó trước hết kiyoko muốn Natsume nói thật chuyện của hokuto với hazu cô rủ Natsume đến lễ hội ngày mai để có thể dễ dàng nói ra hơn thầy jin lúc này đã đến gặp hiệu trưởng và nói ra những thứ thầy biết được ở cục âm dương sư lúc này và bà cũng không hề biết Natsume là nữ kiyoko tối đó cũng gặp được hazu và tắt cậu một cái rồi nói một câu ngầm khẳng định bản thân đã biết hazu lúc nhỏ hazu nhờ vậy cũng nhẹ nhõm hơn khi không cần phải chủ động mở lời hiệu trưởng cũng ngạc nhiên vì đáng lý ra Natsume phải là nam thì mới là người được chọn đó còn Takiko sau khi trở về chỗ cục trưởng thì nhận được chiếc áo choàng từ tên này mang đến cô vốn chỉ cần một người đồng đội và người cô muốn là Natsume Takiko sau đó gọi cho Kyoko nhờ hẹn một cuộc gặp với Natsume Kyoko gợi ý đến lễ hội và nói luôn cả việc Natsume là nữ chính Takiko cũng bị sốc bởi tin này ngày hôm sau Natsume và hazu đi mua sắm cùng nhau để chuẩn bị cho lễ hội trong lúc hazu đi rửa tay do bị đổ đá bảo thì người đàn ông một tay đã khuyên toji lần trước đi ngang qua và cho Natsume biết sẽ có chuyện xảy ra nếu chiếc áo choàng được mặc lên còn bên takiko và cục trưởng ta biết được trước đây ông xích trưởng đã nghe lời tiên tri về đứa trẻ tái sinh thành âm dương sư đầu tiên và người được đề cập đó là con trai còn việc Natsume bị bắt giả trai là để đánh lừa họ nhưng takiko như đã nhận ra vì cô thấy lần trước hazu có phản ứng với phép của cô nên cô muốn thử với hazu Chiều đó lúc lễ hội tổ chức Natsume có kể lại chuyện cô đã gặp người đàn ông một tay cho hai người bạn. Toji nhận ra ông ta nên biết được ông ta không phải một kẻ tầm thường. Gác lại chuyện đó, cả nhóm quyết định vui vẻ trong lễ hội đợt này, lúc đứng ngắm pháo hoa. Kyoko đã tạo cơ hội cho cả hai nhân vật chính bằng cách nhờ Hazu đi mua nước và để Natsume đi theo. Nhưng khi cô định nói ra thì Takiko xuất hiện. Takiko nói việc này là để tốt cho Hazu vì cậu đã bị yểm bùa trên người. Nói xong thì cô giải ấn khiến ngôi sao gần mắt Hazu bị bùng phát sức mạnh. Natsume muốn làm gì đó thì bị thức thần của Takiko cản lại hội bạn đến sau đó và giúp đỡ nhưng đều bị thức thần chặn hết Takiko sau đó thả áo choàng hình quạ ra để nó bay về phía hazu cô cho biết chính hazu là con cháu của tông Gia và là người tái sinh thực sự con quạ sau đó bay vào nhập lấy hazu nhưng thứ diễn ra chỉ là sự bất ổn Takiko nhận ra chắc chắn cha của Natsume trong lúc lấy đi đã dở trò với cái áo choàng còn Natsume giờ mới ngỡ ra lời ông cụt kia nói là đúng khi có chuyện đã xảy ra thật Natsume cùng mọi người đuổi theo Haju nhưng bộ giáp luôn tự động tấn công họ. Natsume không biết Haju đã dính lời nguyền gì, trong khi cậu luôn có linh lực mạnh mẽ nhưng lại không thấy được linh hồn, nhưng khi cô làm phép thì lại được. Natsume nhận thấy bản thân có lẽ đã vô tình phá vỡ một phần của lời nguyền nên giờ chỉ cần làm phần còn lại. Cô nhảy xuống chỗ Haju và bất chấp bản thân có nhận bao nhiêu vết thương thì cô cũng đã thành công mở phong ấn cho Haju. Cô sau đó nói ra những lời bản thân luôn giữ kín và sau cùng thì cũng đã nói ra được câu em yêu anh nhưng chỉ sau câu nói đó Natsume hoàn toàn ra đi trong tiếng kêu khóc thảm thiết của hazu trong thâm tâm cô gặp lại hokuto và mừng vì bản thân đã nói ra câu nói ấy với không nuối tiếc nào nữa hazu sau đó rơi xuống và dùng mọi cách cứu lấy Natsume nhưng toji thấy đã quá trễ rồi hazu gần như phát điên khi nghĩ cha cậu có thể cứu được nhưng toji muốn hazu nhớ rằng dù có giỏi đến đâu cũng không thể hồi sinh người chết đây cũng chính là sai lầm khi hazu nhớ lại những gì suzuka đã từng làm với hokuto và bay đi bất chấp đội thanh tẩy cố cản cậu lại Cậu mặc lại áo tràng quạ và phá hết súng rồi bay đi. Suzuka và Toji đuổi theo nhưng Hazu bị một đàn chim bay đến tóm lấy nên buộc phải rơi xuống một tòa nhà gần đó. Hai người kia đến sau đó và Hazu muốn Suzuka chỉ cậu cách hồi sinh. Cô nói Hazu là đồ hành khi từng cản cô giờ thực hiện mà giờ lại muốn thực hiện nó bất chấp cái giá phải trả. Nhưng Hazu sẵn sàng đổi mạng vì cậu là lý do mà Natsume phải chết. Đột nhiên sau đó tên ở cùng Takiko xuất hiện hắn được Suzuka gọi là cha nhưng hắn tự giới thiệu bản thân là Maju. Toji hỏi vài câu và biết hắn cùng phe Kiko nên lao vào đấm luôn. Nhưng mình Mazu là cân cả hai thanh niên. Vì Hazu chỉ mới thức tỉnh chứ chưa khai mở hoàn toàn. Mazu sau đó ra một đề nghị với Hazu rằng cậu sẽ chấp nhận tham gia làm âm dương sư cho họ. Đổi lại họ sẽ đáp lại cậu một yêu cầu và có thể là nghi lễ hồi sinh. Mazu tự tin bản thân có thể đối phó được lũ quỷ từ nghi lễ. Mazu sau đó nhắc Hazu nhớ là điều này sẽ có giới hạn và rời đi cho Hazu tự suy nghĩ. Hazu sau đó bị cục âm dương sư bắt lại ở trường hiệu trưởng đã được toji và những người khác báo cáo lại tình hình ông chú che mắt đến thông báo việc hazu sẽ không thuộc quản lý của nhà trường nữa hiệu trưởng vẫn muốn đến gặp hazu một lần nên xin ông chú cho phép còn mazu đã về nói lại với cục trưởng cả hai dự định đi tìm hazu để xem cậu có bao nhiêu thông tin về kiếp trước nhưng có một người là vật cản lớn nhất chính là jin bộ trưởng đã gọi cho jin và giao hắn đi lo liệu jin toji và những người còn lại đều đồng lòng muốn đi cứu hazu và để xem quyết định của hazu sẽ là gì dù toji phần nào chắc chắn hazu sẽ cứu nasume còn jin đã gọi điện cho do man và muốn ông giúp đỡ vì jin cũng có chung kế hoạch với toji là sẽ tấn công bộ âm dương đến hẹn thì tenma nói bản thân không thể đi nên toji chỉ đành cùng hai cô gái hành động còn ha du được một con nhận cho lời nhắn trước khi được thức thần của takiko đến đón cậu được đưa đến gặp ma và cục trưởng cũng đồng thời là bố của kyoko họ cho biết họ có thể hồi sinh natsume như đã hứa và họ muốn cậu làm đồng minh phải là chính ha du chứ không phải là hiện thân của vị âm dương sư đầu tiên đó nhưng qua lời nhắn thì cậu biết kẻ thù thực sự của cậu là cục trưởng nên không trả lời vội đúng lúc đó đô man đã lên đồ đến tấn công trụ sở đô man bị cản lại bởi ông chú che mặt trong lúc cố cho lũ quái phá hoại còn jin thì đã lẻn vào được nhưng bị jin cản lại trong lúc mọi chuyện đang dối ren thì nhóm toji vẫn chưa thể tiến vào được còn ha du lúc này bị ép phải lựa chọn nhưng con xuất hiện và muốn ha suy nghĩ thật kỹ về điều cậu muốn rằng âm dương sư đầu tiên trước đây đã thực hiện thành công thuật hồi sinh natsume lúc đó đã ra đi với một nụ cười và sẽ thế nào nếu natsume được hồi sinh bởi kẻ khác liệu cô có thể cười nổi không và ngược lại nếu Ha Ju hồi sinh cho cô bằng chính khả năng của cậu thì chuyện sẽ thay đổi như nào? Như được khai sáng, Ha Ju quyết định sẽ theo con. Nghe được câu trả lời nên Ha bị Ma Ju chĩa mũi nhọn vào. Một vài phép từ con nhận mang đến giúp Ha Ju triệu hồi được áo choàng nhưng vô ích. Có điều nó đã câu đủ thời gian cho nhóm Toji tìm thấy Ha Trong thời gian đó, Tenma đã định về nhà thì Suzu tìm đến. Cô nói cô có cách khiến Tenma hữu dụng vì cậu là người duy nhất không bị cục để mắt nên cậu có thể âm thầm xâm nhập vào bộ để phá hủy từ bên trong. Tenma vào trong và phát hiện lũ nhện bố mẹ từng chế tạo nhưng cậu ta bị mấy con ma của Doman chặn đường. Cậu đành phải giữ bình tĩnh để niệm chú tàng hình và tiến được vào kết giới và đi sâu vào trong. Trong lúc Doman và ông chú vờn nhau thì Jin lại cho Zezi thấy chênh lệch trình độ là đến mức nào. Jin phá mọi chiêu và đánh Zezi như một con cờ hó. Còn Tenma sau khi phá được phong ấn cho áo choàng quạ thì Jin cảm nhận được nên cho Zezi một đòn vào mắt và sau đó quay đi. Quay lại với Hazu, cậu được Toji đến cứu. Toji mang sách của Suzuka đến đây và vừa tóm lấy Haju thì Suzuka đã dùng phép cho sách bay tứ tung và thành công đưa Haju ra ngoài. Tenma và áo quạ cũng ra sau đó, theo sau họ là Mazu. Lúc Mazu định tóm Tenma thì bố Natsume từ xa đã dùng một phép để trợ giúp. Nhờ vậy nhóm Haju thành công thoát được, Tenma mang lời nhắn của Suzu rằng nếu Haju có ý định thực hiện nghi lễ hồi sinh thì chị ta sẽ giúp. Nhưng Genjiro thì không vì anh ta không thể làm ngơ khi cả nhóm tính xài cấm thuật. Jin cũng đến khiến Genjiro phải để ý ông thầy trước tiên đột nhiên kyoko thức tỉnh khả năng chiêm tinh và cô thấy Natsume đang đợi hazu nên bảo cậu cứ làm những gì bản thân cần làm chỉ cần có vậy jin đã tung ảo thuật câu giờ cho nhóm hazu chạy trốn còn thầy đứng lại giải quyết với người bạn cũ jin biết bản thân đã làm điều gì nhưng đây là điều mà thầy lựa chọn hội hazu sau đó bị mấy con quạ đuổi theo nên toji và suzuka buộc phải ở lại còn hazu phải đi lấy lại thân xác của Natsume và đến gặp suzu nhưng cậu bị dê jin chặn lại hắn nói đây chính là lúc hazu trở thành chuyên nghiệp và như đã nói thì giờ hắn không nương tay nữa Ha Du nhốt hắn lại rồi chạy đi nhưng vẫn bị hắn đuổi theo, hắn tung hỏa độn về phía Ha Du. Góc chết khiến Ha không thể né nhưng con đã đến đâm vào tay hắn khiến hắn phải hủy chiêu, nhưng trả giá cho việc đó. Con bị một nhát đâm trí tử, Jin và Zenzizo vẫn tỉ thí thì Đô Man nói cả hai dừng tay và ông ta đưa ông sở trưởng đến. Trong lúc đó Ha vì muốn bảo vệ con nên chạy xuống và giữ nó trong người để rồi nhận lại là một chém vào mắt. Con không chấp nhận nên tự khai mở phong ấn của bản thân. Nhưng Jin đã cho Sa Vơ ra xử lý Ha và dựng tường chắn con lại, con hết cách đành phải tự phá vỡ phong ấn bất chấp việc này sẽ khiến ký ức tiền kiếp của hazu trở lại nhưng đây là tình huống khẩn nên nó phải trở lại nguyên dạng con chỉ ngăn được jezin còn Saver vơ vẫn lao lên đúng lúc này thì ông một tay đến và đuổi được jezin và Saver vơ trốn đi con tên thật là hisa và cô cùng ông một tay đều là hầu cận của hazu tiền kiếp hazu sau đó cùng ba hầu cận tính cả áo quạ đến gặp takiko để lấy lại thân xác của Natsume. takiko đồng ý cho trả và quyết định không xung đột và sau đó rời đi còn hazu mang Natsume đến gặp suzu Suzu đã chuẩn bị sẵn đàn làm lễ. Sau mọi chuyện Jin đã rời đi bất chấp việc bản thân giờ sẽ trở thành kẻ thù của cả cục âm dương. Thầy đề nghị muốn Doman Man làm thức thần với cái giá là chiếc chân còn lại. Đô Man nghiễm nhiên đồng ý và sẽ chờ đến lúc Jin bán hết từng bộ phận cho ông ta. Còn nhóm Toji thì được Suzu gọi đến và cho biết mọi chuyện đã thành công. Cả Hazu và Natsume đều còn sống. Natsume lúc này gặp lại Hazu và nói lại được câu nói đấy và sự thật cô là Hokuto. Sau cùng Hazu lại rời đi khiến cô nghĩ điều vừa rồi chỉ là giấc mơ còn ha du cùng hai cận thần lên đường đi đâu đó phim đến đây cũng là kết thúc tạm biệt